người Nhật giẫm sâu chân phải xuống đất rồi nhảy lên, nhưng bị trúng một viên đạn. Hành động thần thánh như vậy khiến cho quản gia kinh ngạc. Vừa mới đây, tên Rear Map chuẩn hấp diêm lại bị một viên đạn bắn trúng, chưa kịp hồi phục thì thấy một nhóm người ăn mặc kỳ lạ đi đến bằng một chiếc xe tăng 5 bánh, bị làm gián đoạn hứng thú. Hắn lập tức ra lệnh giết người. Tuy nhiên ngay sau đó, hóa ra anh là người hiện đại, nhưng bạn gái lại mang thai với giống Nhật, còn bắt chịu trách nhiệm. Anh tức giận chửi ông trời, lại bị một tia chớp đánh trúng. Phật tổ thấy anh đáng thương, đưa anh ta trở về thời cổ đại. Những người xem phim hãy để lại lời chúc, Phật tổ cũng sẽ phù hộ sức khỏe và tài lộc cho các bạn. Anh cảm thấy cơ bắp mạnh mẽ hơn, rõ ràng là nhờ Phật tổ phù hộ, chuẩn bị sống tốt ở thời cổ đại. Thế nhưng anh ta không ngờ, lại xuyên không vào tên quan tham. Người dân thấy anh liền ném rau thối và trứng, thậm chí thường xuyên gặp phải giang hồ ám sát. Buông tay ra, lão công. Bỏ ra. Nữ hiệp này, không biết ta đã đắc tội với cô chỗ nào, khiến cô phải ra tay diệt trừ. Quan tham, đừng đạo đức giả nữa. Ta đã đi suốt dọc đường, nghe nói ngươi coi mạng người như cỏ rác. Hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo. Hiểu lầm, ta là quan tốt mà, luôn yêu dân như con, xét xử như thần. Làm sao để chứng minh? Thang sư gia, ta có thể chứng minh, lão gia của ta luôn yêu dân như con, xét xử như thần, tốt. Hôm nay bản công, bản đại hiệp sẽ cho ngươi một cơ hội, để ta xem ngươi xét xử thế nào. Nếu ngươi xử không tốt vụ này, ta sẽ chém đầu ngươi. Người đâu, đưa hai phu nhân của ta về phủ trước. Hôm nay ta sẽ xử một vụ lớn. Oan uổng quá, đại nhân. Làm quan thật là sướng. Lão gia, đến lượt nguyên cáo trình bày rồi. Ai kêu oan uổng, bẩm đại nhân, ta tên là Lý Tứ, bán muối kiếm sống. Một ngày trước, con trai của tiểu nhân xảy ra xung đột với Trương Tam, bị Trương Tam đánh trọng thương, hôm nay đã chết tại nhà con trai của ta. Đại nhân, nhất định phải giải oan cho con trai ta. Đại nhân, yên tâm, bản quan nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Người đâu, lôi hắn ra ngoài chém đầu. Tên tổ quan, ngươi xử án như vậy sao? Người này, không phải quá rõ ràng là kẻ xấu sao? Đúng là rất rõ ràng là kẻ xấu. Đại nhân, cũng không thể xử án sơ sài như vậy. Lão gia, chỉ là làm qua loa thôi. Được thôi. Vậy thì xem, các ngươi nói như thế nào? Bị cáo Trương Tam, nguyên cáo nói ngươi đã đánh con trai ông ta, ngươi có ý kiến gì không? Tại sao ông không nói là con trai ông vô dụng? Ta chỉ đấm hắn vài cú thôi mà. Trương Tam huynh đệ, ngươi đấm hắn mấy cú? 3 cú. Đấm ta đi, đấm thật đấy. Lúc đó, có dùng lực mạnh như vậy không? Có. Ngươi đấm lại đi, ta không nhìn thấy. Đủ rồi. Đúng là không chịu được đòn. Con trai ông bị đánh khi nào? Chiều hôm qua, thế khi nào nó chết? Chưa hôm nay, vậy thì liên quan gì đến Trương Tam? Vừa nãy ông cũng thấy đấy, Trương Tam đấm ta không chỉ một cú, nếu 10 năm sau ta chết. Xin hỏi đại nhân, ta có thể kiện Trương Tam tội giết người không? Đây chẳng phải là vụ án trong phim Quan Sát Án sao? Phim của Châu Tinh Trì ta đã xem nhiều lần rồi, thì ra nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống, ta sẽ chơi theo kịch bản này với ông. Tất nhiên là không được rồi. Vương Tinh Vệ quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén, dám biến đen thành trắng. Gặp phải tên cậu quan hứa thần này, chắc con trai của Lý Tứ chết oan rồi. Chức quan này của ngươi là mua được à? Ta xem ngươi lấy đâu ra khả năng phán xử, hoàn toàn không phân biệt được phải trái. Ngươi vội gì, chưa bắt đầu mà. Vương Ngữ Nhân này, ngươi có ý kiến gì không? Đại nhân, đánh nhau ẩu đả, cả hai đều có lỗi, nhưng lần đầu phạm lỗi, cảnh cáo miệng là được rồi. Ngươi là tên luật sư chết tiệt, dám bảo chữa cho kẻ giết người. Cẩu quan, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi hãy công bằng, nếu không coi chừng ta sẽ không tha. Nữ hiệp này, lời nói không thể tùy tiện đâu, ý của ngươi là, mỗi người có thể chất khác nhau, nếu trách chỉ trách, con trai của Lý Tứ quá yếu đúng không?
Đúng rồi, đại nhân. Hay, nói hay lắm. Đều tại các người, người đại ngụy, đồ vô dụng. Đánh một phát là chết. Đại nhân, vụ án này đã quá rõ ràng rồi. Sao ngài còn chưa phán quyết? Sẽ phán ngay. Con trai của Lý Tứ và Trương Tam, đánh nhau gây rối, cả hai đều có lỗi. Mỗi người sẽ bị đánh 100 roi, để làm gương cho kẻ khác. Dừng tay. Đại nhân, ngài có phán sai không? Tại sao lại phán sai? Ta đã làm đúng ý của ngươi, nhưng ta đâu có nói đánh 100 roi. Trương Tam là người còn sống, con trai của Lý Tứ, đã là người chết rồi, sao có thể đánh cả hai 100 roi được? Đây không phải là ý của ngươi sao? Ngươi nói phải công bằng, ta đã xử lý công bằng. Ngươi nói, mỗi người có thể chết khác nhau, nếu muốn trách thì trách, Trương Tam vẫn còn sống. Lấy gậy ông đập lưng ông. Lão già thật là cao tay. Ê! Ăn miếng trả miếng, tên cậu quan này cũng khá thông minh đấy. Mặt trời mọc đằng Tây rồi đây, tên cậu quan này lại có thể xử lý tốt một vụ án. Phán quyết hay, ở huyện chúng ta, ai là người khỏe nhất? Ta! Chừa cho anh ta một hơi thở, đảm bảo anh ta sống đến ngày mai, đừng có cáo buộc ta. Âm mưu giết người. Dừng lại. Ta là người của Hắc Hổ Trại. Ôi trời ơi, mẹ ơi, anh ta là người của Hắc Hổ Trại. Hắc Hổ Trại lợi hại lắm à? Lợi hại thì có thừa, cực kỳ lợi hại. Đó là nhóm sơn tặc lớn nhất trong quận của chúng ta. Không có tội ác nào họ không làm. Huyện Hoang Khâu bên cạnh đã bị họ tiêu diệt. Quan phủ của quận ta chẳng làm gì được họ. Trương Tam huynh đệ, ta thật ngốc, ta cứ nghĩ tên cậu quan này sẽ cải tà quy chính, tên cậu quan này lại dám ức hiếp kẻ yếu, tên cậu quan, ngươi cũng thật quá nhu nhược rồi, chỉ một nhóm sơn tặc đã làm ngươi sợ như vậy. Hứa huyện lệnh, biết thời thế mới là tuấn kiệt, quân đội đại ngụy của các ngươi không đáng một trận đánh, nếu ngươi dám chọc giận Hắc Hổ Trại của chúng ta, Quỷ Tướng đại nhân sẽ dẫn theo võ sĩ của nước Hoa tàn sát hết huyện hoàng thổ của các ngươi. Võ sĩ nước Hoa. Lão gia, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đám sơn tặc ở Hắc Hổ Sơn này đều là từ nước ngoài đến, võ sĩ nước Hoa. Giờ thì ngươi đã biết sợ chưa? Nếu biết điều thì quỳ xuống xin lỗi ta, nếu không chuyện này không xong đâu. Báo. Đại nhân, người dân thôn Dương Liễu đều đã chết sạch, có ý gì? Trước kia Trại Hắc Hổ đã cướp bóc làng Dương Liễu của chúng ta. Tất cả 362 người trong làng, đàn ông đều bị giết hết. May mắn là ta trốn dưới giếng nên thoát được một kiếp nạn. Phụ nữ đều bị chúng bắt đi Trại Hắc Hổ, nói là để an ủi. Đại nhân, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta. Thật đáng chết, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Sao các ngươi lại kích động như vậy? Chúng ta đâu phải lần đầu tiên tàn sát cả làng, cái gì mà phải kinh ngạc? Chuyện này ngươi cũng có phần. Đúng vậy, ta còn là người dẫn đầu. Nếu không phải ngươi chạy lúc đó, thì ta đã thắng trong cuộc thi giết người và đánh bại Dã Điền. Cuộc thi giết người. Đúng vậy. Chúng ta bắt họ quỳ thành hàng, như giết lợn, mỗi người một nhát, dao đã chặt đứt mấy cái. Các ngươi là lũ súc sinh, ngay cả trẻ sơ sinh và người già cũng không tha. Ta sẽ liều chết với các ngươi. Ta chưa tính sổ với ngươi đâu. Ta để ngươi chạy, ngươi khiến ta thua trận đấu. Lão gia, ta để ngươi chạy. Ngươi là người Hoa Quốc. Thì sao chứ, ngươi đã giết cả làng họ, 362 người phải không? Người dân đại ngụy hèn mọn, giết thì giết thôi. Ngươi, còn bắt hết phụ nữ của họ. Phụ nữ đại ngụy, phục vụ các võ sĩ đại Hoa của chúng ta, là vinh dự của họ. Tên ác quỷ như ngươi, không giết không thể yên lòng dân. Giết giết, phải giết. Đưa ra chợ chém đầu trước công chúng. Lão gia, lão gia, lão gia, lão gia không thể giết. Ngươi giết tên đại hoa này, thế lực đại hoa lớn lắm, huyện hoang thổ của chúng ta sẽ tiêu đời. Ngươi đừng hành động bốc đồng. Ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho dân chúng huyện hoang thổ một chút chứ. Lão gia, tránh ra, chém hắn đi. Dù có là chúa cũng không cứu nổi ngươi. Ta đến muộn rồi. Ngươi là ai? Lão phu là Tần Tích Sơn,
Tần Lão Gia là cựu huyện lệnh, đức cao vọng trọng. Quan trọng hơn cả, Tần Lão Gia là họ hàng của Tần Tể Tướng. Tần Lão Gia không ở nhà trông trẻ, đến nha môn làm gì? Nếu ta không đến, toàn bộ dân chúng trong huyện sẽ bị ngươi hại chết hết. Ngươi nói gì? Trại Hắc Hổ và huyện Hoang Thổ của ta không xâm phạm nhau, ngươi không trả ơn thì thôi, ngươi còn dám động đến Thái Quân, ngươi muốn chết à? Đừng kéo chúng ta chết cùng. Tần Lão Gia anh minh, không xâm phạm nhau. Khi bọn giặc qua Tần sát thôn làng, các ngươi không thấy sao? Giết vài người dân hèn mọn, có gì to tát đâu. Tên cậu quan này, mắt mù không biết Thái Sơn. Thái Quân, xin hãy bớt giận. Thái Quân, chỉ cần Hắc Hổ trại không động đến huyện Hoang Thổ, mọi chuyện đều dễ bàn. Nể mặt những người biết lý lẽ trong huyện, ta sẽ tha cho các ngươi. Nhưng, ta có một điều kiện. Thái Quân, xin cứ nói, bồi thường cho ta 1.000 lạng bạc, thêm 100 cô gái đẹp, thì ta sẽ bỏ qua. Nếu không, ta sẽ khiến huyện Hoang Thổ của các ngươi không còn một mống. Không được, giết hắn đi. Không được, giết hắn đi. Được, ta đồng ý. Bản quan không đồng ý. Hứa đại nhân, đây là vì đại cục mà nghĩ, ngươi không thể không hiểu lý lẽ. Vì đại cục mà nghĩ, ta nghĩ các ngươi chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Rốt cuộc khi quân Hoa xâm lược, chúng sẽ tàn sát nhà ngươi đầu tiên. Ngươi còn dám gây rối nữa, ta sẽ báo cáo lên kinh đô và cách chức ngươi. Ta để ngươi báo cáo, chỉ cần ta còn chiếc ngũ quan này, ta sẽ vì dân mà hành động. Lão gia, không thể được, chuyện này quá lớn, ngài phải suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ cái rắm. Năm xưa quân Hoa xâm lược, vô số người Hán ra trận hy sinh vì đất nước. Ba thế hệ nhà ở Hứa chúng ta đều là anh hùng liệt sĩ. Trong làng nhà nào cũng treo vải trắng, chỉ tiếc khi đó ta chưa ra đời, không thể tự tay giết kẻ ác. Giờ đây ngươi sỉ nhục đồng bào ta, giết hại dân ta, không giết ngươi, ta không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên, không còn mặt mũi gặp những linh hồn anh hùng đã chết trên chiến trường. Chỉ là giả vờ, người đại ngụy các ngươi đều là kẻ hèn nhát, có gan thì chém ta đi, chém ta đi. Dám không? Ta dám. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Sao ngươi dám? Ngươi thật là điên rồ. Vương Ngự Ngân, chúng ta mau về nhà thu xếp đồ đạc, chạy thôi. Đúng đúng, không thể chết cùng Hứa thần ngốc nghếch này. Muốn chạy, muộn rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta là cử nhân đấy, ngươi dám động vào ta? Ta là người của gia tộc Tần Tướng, ngươi dám động vào ta? Ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi thông đồng với kẻ địch phản quốc, tội không thể tha thứ. Ngươi đâu, bắt chúng lại, chút nữa chém đầu thị chúng. Đợi trại Hắc Hổ tới, ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dám giết ta, Tần Tướng nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta tiêu rồi, chúng ta đã đắc tội với trại Hắc Hổ. Một khi họ phái binh xuống, cả huyện chúng ta sẽ gặp tai họa. Lão gia, băng Hắc Hổ rất tàn ác, nghe nói đã tiêu diệt huyện Hoang Khâu. Nếu họ đến tấn công, chúng ta phải làm sao? Sợ cái trứng gì? Đường đường là quân dân đại ngụy, chẳng lẽ không sánh được với đám giặc cướp bé nhỏ kia sao? Ta, Hứa thần, xin thề ở đây, chỉ cần ta còn sống một ngày, không thể để cho giặc Hoa lộng hành. Đại nhân uy dũng, nếu người đại ngụy ai cũng như vậy, giặc Hoa sao dám xâm lược đại ngụy? Đây có phải là đại nhân mà ta quen biết không? Báo. Đại nhân, chuyện lớn rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngay trong lúc xét xử, người của băng Hắc Hổ, sau khi giết sạch dân làng Dương Liễu, đã tiến vào đốt phá, cướp bóc, đã đến huyện Hoang Thổ của chúng ta. Chúng còn bắt cóc hàng chục cô gái của huyện ta, giữa ban ngày ban mặt, dám công khai cướp phụ nữ. Đại nhân, ngay cả hai vị phu nhân của ngài cũng bị chúng bắt đi rồi. Cái gì? Hai người vợ của ta cũng? Thật là quá đáng. Lão gia à, vợ nào chứ, mới quen mà, làm gì có tình cảm. Một khi đã là vợ của Hứa thần ta, ta nhất định phải cứu cô ấy ra. Là đàn ông, dù có phải mất mạng, ta cũng phải bảo vệ cô ấy suốt đời. Xem ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, ta sẽ nghiền hắn ra cho. Người đâu, triệu tập dân quân toàn huyện. Ta muốn diệt bọn giặc Hoa. Vâng, đánh bọn giặc Hoa, đánh bọn giặc Hoa, đánh bọn giặc Hoa. Tính ta vào. Này, lão gia, diệt trừ bọn giặc Hoa là việc lớn, phải báo cáo xin chỉ thị mới được. Xin chỉ thị? Xin chỉ thị cái gì? Xin chỉ thị mất 3-5 ngày, đợi chỉ thị xong thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Lão gia, ngài phải suy nghĩ kỹ. Hắc Hổ trại dễ phòng khó công, trên núi có hơn 1.000 tên cướp. Chúng ta chỉ có 300 binh lính, và tất cả đều là lính dân binh. Một khi đánh nhau,
Chúng ta thậm chí không có vũ khí, đánh với Hắc Hổ Trại, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vợ của lão tử đã bị bắt rồi, ngươi còn bảo ta suy nghĩ kỹ. Dù không đánh thắng cũng phải đánh. Cả tổ bị hủy, làm sao trứng có thể an toàn? Cả làng Dương Liễu có 362 người, gần như tất cả đàn ông đều bị giết, phụ nữ bị chúng bắt về Hắc Hổ Trại, sỉ nhục và hành hạ, các ngươi có thể chịu đựng được không? Bản quan đánh cướp. Vì vợ bị bắt cóc là đúng, nhưng cũng là để vợ của các ngươi không bị bắt cóc. Cũng là để người thân của các ngươi không bị giết hại. Và hơn nữa là để trả thù cho dân làng Dương Liễu. Báo thù cho họ, báo thù, báo thù, báo thù, triệu tập toàn bộ dân quân trong huyện. Chọn ra 10 người tinh nhuệ, do ta đích thân huấn luyện. 3 ngày sau, xuất binh tấn công Hắc Hổ Trại. Hứa Thần, ngươi nói thật với ta, ngươi thực sự có tự tin tiêu diệt quân địch không? Tất nhiên là có tự tin. Nhưng mà cái gì, chỉ cần có thể tiêu diệt quân địch, cần gì giúp đỡ, cứ nói với bản đại hiệp. Vậy ta sẽ nói thật. Ta cần chút tiền mua binh khí, nhưng mà tiền, không phải là ngân phiếu, cần vàng bạc châu báu, hoặc đồ cổ, thư pháp gì đó. Vàng bạc châu báu, ai dùng vàng bạc châu báu mua đồ chứ, ngươi có thể coi như đổi hàng không được à, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi có giúp ta không? Cho ngươi. Đa tạ đại hiệp. Ngươi đang làm gì đấy? Ngươi nói ngươi là người thế nào nhỉ? Đưa ta một miếng rồi lại giấu một miếng. Ngươi đúng là kẹo kéo. Ngươi cái người này thật là... Được, ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám lừa ta, thì chắc chắn sẽ chết. Ta thay mặt nhân dân huyện Hoang Thổ, đa tạ ngươi. Hai ngày trước, Già Qua đã thảm sát làng Dương Liễu. Hôm nay, Già Qua lại bắt đi vợ chưa cưới của huyện lệnh. Mọi người đều nghĩ rằng, chúng ta không thể đánh bại Già Qua. Nhưng ta không nghĩ vậy, bởi vì chúng ta có những vũ khí tiên tiến nhất thế giới. Toàn thể mọi người, theo ta xuất phát, tiêu diệt Già Qua. Hứa huyện lệnh đâu rồi? Còn bảo chúng ta hôm nay tấn công Hắc Hổ Trại. Phía trước chính là Hắc Hổ Trại. Tại sao hắn không có ở đây? Lão gia của chúng ta 3 ngày trước dẫn người đi huấn luyện xong là không thấy hắn đâu nữa. Tên quan khốn kiếp đó, không phải cầm tiền của ta để diệt cướp, tôi bỏ trốn chứ? Chắc chắn các ngươi bị lừa rồi. Người khác không hiểu Hứa Thần, ta còn không hiểu sao? Hắn chỉ là một tên quan huyện rơm rác, hoàn toàn không biết luyện binh. Lần này chắc chắn là bỏ trốn rồi. Vì sao hắn dẫn 10 lính đi? Ta nghĩ là để làm vệ sĩ cho hắn. Tên quan khốn nạn này, nếu ta còn thấy hắn, ta sẽ chém đầu hắn. Không ổn rồi, có mai phục. Samurai của Đại Hoa Đế Quốc nghe lệnh. Giết sạch bọn chúng, rồi hướng về phía đông, chiếm lấy huyện thành. Sau khi chiếm được huyện thành, 3 ngày không rút kiếm, rút đi, mau rút đi. Không thể rút, nếu không rút, chúng ta sẽ chết hết ở đây. Triệu nữ hiệp, chúng ta mau chạy đi, ở lại cũng chỉ có chết thôi. Một tướng bất tài, hại chết 3 quân. Giết. Cái mạng già này của ta, suýt nữa là mất rồi. Buông ta ra, buông ta ra. Buông ta ra.
Hoa cô nương. Nhẹ tay thôi, đừng làm ta bị thương. Hoa cô nương, đồng ý hầu hạ ta, đại gia, sẽ không giết ngươi. Ngươi đang mơ à? Dừng tay, ngươi là tên giặc hoa khốn nạn, lãng lãng cản khôn, ban ngày ban mặt, ngươi dám trêu ghẹo phụ nữ lương thiện, thật không bằng heo chó. Cứu ta với. Đáng chết, ta động vào cô ấy thì sao? Đó là gì vậy? Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi là cái thằng giặc hoa chết tiệt, sợ rồi chứ gì? Đó là kỳ lân máu của đại ngụy chúng ta, một con quái vật thân thể cường tráng như núi, chuyên ăn mấy thằng giặc hoa chết tiệt như ngươi. Đồ chuột nhát, ngươi nghĩ có thể dọa được ta à? Bọn giặc hoa ở phía trước, các ngươi đã bị ta bao vây rồi, nhanh chóng bỏ đao xuống, nếu không tất cả sẽ bị tiêu diệt. Lão gia, triều nữ hiệp, lão gia chúng ta đến rồi, viện binh chúng ta đã đến, chúng ta được cứu rồi. Tên cậu quan này không chạy trốn, là ta đã trách nhầm hắn rồi. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, cũng muốn bao vây chúng ta sao? Lẽ nào, ngươi muốn làm ta cười chết à? Đối phó với bọn giặc hoa như các ngươi, 11 người là quá nhiều. Lão gia à, sao ngài chỉ dẫn có hơn 10 người thôi vậy? Còn cứu chúng ta sao? Ta thấy ngài cũng khó bảo toàn được mình. Hứa thần, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Chạy đi thôi, triều nữ hiệp, chúng ta đã trang bị tiên khí. Đối phó với những tên giặc này như giết chó, đến lúc này rồi, ngươi còn cứng đầu, làm bộ làm tịch, giết cho ta. Hành động. Chạy đi, chạy tiếp, hạ vũ khí xuống, ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ chân ta? Không lẽ không thể? Ha ha ha, công phu 30 năm của ta, hôm nay cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng. Chưa học đi được, ta đã bắt đầu luyện phi công rồi. Ngày nay công phu của ta đạt tới hoàn cảnh đạp tuyết vô ngân. Ngươi muốn giết ta? Không dễ đâu. Lão gia, ngài thật oai phong. Lão gia, đây là vũ khí gì vậy? Thật tuyệt vời. Ồ không đúng, đây chắc là tiên khí, nếu không thì không thể mạnh như vậy. Hàng trăm giặc hoa lại bị các ngươi tiêu diệt chỉ với vài người. Hứa huyện lệnh có phải là tiên nhân không? Ơn cứu mạng không cách nào đền đáp. Có thể đền đáp, dùng thân tương báo là được. Nghĩ hay nhỉ? Đùa thôi mà. Mọi người đến đây, chuẩn bị theo ta lên núi tiêu diệt giặc hoa. Lão gia, đội quân của chúng ta đã bị tan rã, giờ chỉ còn hơn 100 người, làm sao mà đánh được? Đúng vậy, chỉ là một đội nhỏ của giặc hoa đã suýt nữa tiêu diệt chúng ta rồi. Hắc hổ trại còn có hơn 1000 giặc hoa, chủ động tấn công là không sáng suốt. Các ngươi không thấy sự lợi hại của đặc công ta sao? Đối phó với mấy kẻ còn con đó không đáng nhắc đến. Xuất phát, tiêu diệt giặc hoa. Hoa cô nương. Hoa cô nương, cô đã suy nghĩ xong chưa? Làm phu nhân thứ 13 của bản tướng quân. Súc sinh, chính là mùi vị này. Ngươi có nhận ra bản tướng quân không? Ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ta nhớ rất rõ, năm xưa, nếu không phải vì ngươi cướp bóc nhà họ Lý của ta, ta đã không lưu lạc bên ngoài. Chính ngươi đã giết cha ta và làm nhục mẹ ta. Ta căm hận, muốn uống máu ngươi và xé xác ngươi ra từng mảnh. Ta nhớ ra rồi, hóa ra ngươi là tiểu thư họ Lý à? Lỗi tại ta. Lỗi tại ta lúc đó quá say mê, vui chơi với mẹ ngươi quá mãnh liệt mà quên mất ngươi. Nhưng mà bây giờ, ngươi càng lớn càng đẹp. Đồ ngốc. Cô ta cho mặt mà không cần, ngươi không biết điều à? Ông bà ta là người làng Dương Liễu, các người hắc hổ trại lại giết họ, dù chết ta cũng sẽ không lấy các người, bọn súc sinh. Thì ra là không biết điều. Đã vậy các người không biết điều, thì ta sẽ cho các người sống không được,
chết cũng không xong, bảo bối, làm gì vậy, buông ta ra. Tiểu bảo bối, ta tới đây. Cứu ta với. Các người kêu càng lớn, ta càng thích. Chư tướng nghe lệnh, tất cả xếp thành một hàng, trời chết bọn chúng cho ta. Báo, đại nương gia, quan binh đánh tới rồi. Cái gì? Ba ca, sao có thể như vậy được? Còn tên Kikugawa đâu? Đội trưởng Kikugawa đã tử trận. Có phải quan binh của phủ đến không? Đám quan binh đó mặc thường phục, chắc là dân làng huyện Hoang Thổ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đám dân quân đó thấy chúng ta chỉ biết chạy trốn thôi, làm sao có thể tấn công Hắc Hổ trại chúng ta? Tốt quá, tướng công đến cứu chúng ta rồi. Tam nương, chúng ta được cứu rồi. Tướng công đến cứu các ngươi rồi. Ta sẽ đi bắt tướng công các ngươi, cho các ngươi, để hắn tận mắt thấy ta làm sao đùa giỡn các ngươi. Tất cả binh sĩ, đi theo ta. Theo ta đi bắt Hứa Thần. Gia Điền lão cẩu, ông đây cho ngươi 10 giây, mau mau đầu hàng, thả tất cả con tin ra, nếu không, bản quan sẽ san bằng Hắc Hổ trại của ngươi. Ngươi muốn ta đầu hàng, ngươi là cái thá gì? Còn 5 giây nữa, còn muốn giả vờ à? Mấy tên quan tép diêu như ngươi, ta không biết đã chém bao nhiêu tên rồi. Còn giả vờ, xông lên. Tướng quân, chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Làm bị thương tướng quân ta. Tướng quân, quan binh có một loại vũ khí có thể phát ra lửa, còn lợi hại hơn cung nỏ của chúng ta. Lão già uy vũ, đáng chết, nói với binh lính đừng dễ dàng lộ diện, trốn sau tường thành, khóa cổng thành lại. Dạ. Đánh tốt, đánh hay, đánh cho chúng nó kêu cha gọi mẹ. Các huynh đệ, tấn công tường thành, đón vợ về. Nhanh chóng rút dân quân của ngươi xuống đi, đừng ở đó làm mất mặt nữa. Lão gia, ngọn núi Hắc Hổ này kiên cố như vàng, sơn trại được xây dựng như tường thành. Không phải binh lính của ta vô dụng, mà là vũ khí chúng ta mang theo không dùng được, thôi thì chúng ta rút lui hôm nay. Ta thấy vũ khí của ngươi đánh người thì được, tấn công cổng thành thì khó khăn, không thể rút lui. Hôm nay ta nhất định phải cứu vợ ta về. Vũ khí của các ngươi không được, nhưng của ta thì khác. Nhị cậu tử, có mặt, kéo pháo ý của ta ra đây, rõ. Nhị cậu tử, ta đã dạy ngươi cách bắn pháo rồi chứ? Nhắm vào mục tiêu, bắn. Chuyện gì vậy? Đây là thiên phạt, thiên hoàng đại nhân, đây có phải là sức mạnh của con người không? Ngươi làm ta giật mình, ai bảo ngươi bắn, cái gì thế này, to lớn như vậy? Đây là pháo ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Không phải, chuẩn bị cho giặc qua, pháo ý. Thế nào, lợi hại chứ? Lợi hại, lợi hại thật. Phát pháo này là ta bắn đấy, ngươi còn dám nói, pháo bắn đi đâu rồi? Thật sự nghĩ đạn pháo không đáng tiền à? Thuộc hạ biết sai rồi, lần sau, chắc chắn sẽ phá nát cổng thành của hắn. Thế thì được. Nhị cậu tử, nắm mục tiêu, phá tung cổng thành cho ta. Tất cả mọi người, xông vào cho ta, một khi cổng thành bị phá, ta sẽ dẫn người vào giết. Chuẩn bị, dừng lại, nếu còn bắn tiếp, hai nữ nhân này sẽ chết chắc. Tương công. Tương công, nương tử, các nàng đừng sợ, phu quân nhất định sẽ cứu các nàng ra. Sao không bắn nữa, tiếp tục bắn pháo đi. Gia Điền, ngươi lấy hai nữ nhân làm con tin, ngươi có xứng làm võ sĩ không? Ngươi chính là huyện lệnh Hứa Thần,
ta thừa nhận ngươi có chút tài cán, sao không gia nhập đại hoa quốc của chúng ta? Như vậy chúng ta có thể cùng nhau. Câm miệng, lão tử đường đường là một người Hán, sao có thể làm chó cho người Hoa các ngươi? Vậy chúng ta bàn điều kiện đi. Bàn điều kiện cũng được, ngươi thả vợ ta ra trước đã. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta thả họ ra, các ngươi sẽ không đánh ta nữa sao? Ngươi nghĩ nếu không thả người, ta sẽ không nổ súng sao? Hứa thần, vợ ngươi còn ở trên đó. Hứa huyện lệnh, ngươi đừng giả vờ nữa. Nếu ngươi không quan tâm họ, ngươi còn dẫn đại quân đến tấn công chúng ta sao? Tướng công, đừng lo cho chúng ta. Tướng công, chúng ta không sao đâu. Tam nương không sợ chết. Ba ca, ta cho ngươi một nén hương để suy nghĩ. Nếu ngươi đồng ý rút quân, ta sẽ đưa họ về phủ an toàn cho ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ cùng chết. Được được, ngươi để ta suy nghĩ đã. Tướng quân, bọn họ thật sự sẽ rút quân sao? Không chắc đâu, dẫn hai đội quân ra ngoài từ cửa sau, bao vây từ phía sau. Ta đã quan sát rồi, những kẻ thật sự lợi hại, chỉ có mười mấy tên, mặc đồ đen thôi, bao vây từ bốn phía. Chúng sẽ lúng túng không biết đường nào mà lần, như vậy, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Được. Lão gia, ngàn lần đừng tin hắn, đây là kế hoãn binh của chúng. Sư gia nói đúng, lúc này rút quân, muốn tấn công lại rất khó. Ta biết rồi. Hứa thần, cho binh lính đặc biệt của ngươi yểm trợ ta, ta sẽ dùng khinh công bay lên. Triệu nữ hiệp, dù cô có thể bay, nhưng bọn giặc Hoa không phải ngu, đợi cô bay tới tường thành, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn rồi, e rằng không cứu được hai phu nhân đâu, còn khiến phu nhân ngươi cũng phải dính líu. Ai là phu nhân của hắn chứ? Ta lắm miệng, ta có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của Tam Nương và Thanh Tuyết, nhưng không thể dùng mạng sống của ngươi và huynh đệ để đổi lấy mạng sống của họ. Tướng công, quân địch căn bản không có ý định đàm phán, bọn chúng đã phái quân ra khỏi thành rồi. Tướng công, bọn chúng muốn bao vây các ngươi. Ba ca, bắt chúng câm miệng lại. Gia Điền Quỷ Hổ, ngươi chết chắc rồi. Lão gia bình tĩnh, Hứa huyện lệnh, đừng quá manh động, chẳng lẽ ngươi muốn thấy nữ nhân của mình chết sao? Tướng công, ngươi đừng nghe hắn, Thanh Tuyết vốn không ai muốn, nếu không gặp ngươi, Thanh Tuyết sớm đã bị bán vào Thanh Lâu rồi. Bây giờ có nhiều quân địch như vậy làm người đồng hành, đời này coi như không uổng. Tam nương cũng không ai muốn, có thể lấy ngươi đã là may mắn rồi. Tướng công, bắn pháo đi, để trả thù cho các binh sĩ đã hy sinh, để trả thù cho 300 đồng bào ở làng Dương Liễu. Tướng công, mau bắn pháo đi. Hứa thần, đừng bắn pháo, để ta thử một chút. Triệu cô nương, khung cảnh cảm động như thế này, cô đừng làm loạn ở đây nữa. Hứa thần, ngươi bắn pháo đi, ta và Tam nương chết cũng là quỷ của ngươi. Ngươi bắn pháo đi, nếu ngươi là đàn ông thì bắn pháo đi, đừng để ta và Lý Thanh Tuyết coi thường ngươi. Ta không thể trở thành gánh nặng của tướng công. Tướng công, kiếp sau chúng ta vẫn gả cho ngươi. Thanh Tuyết, Tam Nương, bắn pháo. Tam Nương, Thanh Tuyết, ngươi còn chưa thổi sáo cho ta, sao lại đi rồi? Tam Nương, lô ly bé nhỏ của ta, sao ta không biết ngươi là 36D, ta còn chưa thử lần nào. Sao ngươi lại? Tướng công, đừng làm phiền ta, ta không sao. Tướng công, tướng công, tướng công, các ngươi không chết à? Sao, ngươi muốn bọn ta chết lắm à? Ta nhớ các ngươi muốn chết rồi đây. Thôi được rồi, nào, chính nữ hiệp này đã cứu chúng ta. Ta đã nói mà, võ công của ta là đệ nhất thiên hạ. Nếu để ta thử sớm hơn, chúng ta đã xong việc từ lâu rồi. Đa tạ ngươi nhiều lắm, chuyện nhỏ, dù sao ngươi cũng đã cứu ta trước đây. Lão gia, lão già gia đình này, vừa định chạy trốn, ta đã bắt ngay tại chỗ. Thành thật chút, xử lý hắn thế nào? Tiểu quỷ,
còn kiêu ngạo sao? Lôi đi, chọn ngày hành quyết, chờ đã, chúng ta, Đại Hoa và Đại Ngụy, có quan hệ ngoại giao nhiều năm, các người không thể giết ta. Quan hệ ngoại giao nhiều năm. Khi các người tàn sát dân ta, các người có nghĩ đến quan hệ ngoại giao nhiều năm không? Dân chúng, chẳng qua chỉ là vài thứ dân hạ lưu mà thôi, ta là quý tộc của Đại Hoa, nếu các người giết ta, Thiên Hoàng Bệ Hạ chắc chắn sẽ rất tức giận, lúc đó sẽ cử quân, đánh tan các người ở khu vực Đông Hải. Dọa ta à, các người, những tên cướp, cũng xứng sao? Nếu các người không đến thì thôi, nhưng nếu dám đến một người ta giết một người, đến 1 triệu người ta sẽ giết 1 triệu người. Hứa Huyện lệnh dẫn quân phá Hắc Hổ trại, tiêu diệt cướp, chiến thắng trở về. Lão gia à, sau này chúng ta ra đường không cần dùng ô nữa. Hoa Cúc ạ, sao lại làm cảnh trọng đại thế này? Cái gì mà lấy lòng dân chúng quá đáng thế? Đây là do dân chúng tự phát tổ chức, quân lính gian khổ chiến đấu, tất nhiên là phải được khen thưởng. Khen thưởng này vừa có vật chất, vừa có tinh thần, không thể làm lạnh lòng các chiến sĩ được. Nói quá nhiều lý lẽ sai, bó tay với ngươi. Nhìn kia, đó có phải công chúa không? Làm sao có công chúa trong đội tiêu diệt cướp được? Thật là công chúa đấy. Hứa Thần. Ta muốn về nhà rồi, bỏ nhà đi. Được người nhà tìm thấy. Thật đáng tiếc, hôm nay ta còn định tổ chức tiệc mừng công, nếu như đại công thần như ngươi không tham dự. Thật là phí. Ngày nào đó gặp lại rồi nói, nhưng ta đến, là để thông báo cho ngươi tin tốt. Tin tốt là gì? Ta định giới thiệu ngươi với ca ta, để làm quan lớn ở kinh thành. Thôi thôi thôi. Sao thế, ngươi không tin ta à? Ta nói cho ngươi biết, ca ta là quan lớn ở kinh thành, quan lớn lắm lắm đó. Có lớn như thế sao? Cứ nhìn tiếp đi, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Mặc dù là huyện lệnh nhỏ, dù sao cũng là một vị vua đất, nếu tới kinh thành, dù là quan cũng lớn hơn ta không muốn chịu sự nhục nhã ấy. Lão Triệu, ngươi làm quan lớn cũng không dễ dàng đâu, đừng đụng vào tay ta bẩn thỉu kia. Còn ta, tuy đã đánh bại giặc Hoa, nhưng, đó không phải là tài thật sự, tất cả nhờ vào bảo vật, thực ra ta không có tài gì lớn, nếu đi làm tại nơi ngươi, làm hỏng việc, cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi, cứ suy nghĩ kỹ đi. Ta, vẫn làm huyện lệnh nhỏ thôi. Tần Kinh, ý ngươi là gì? Ngươi không phải nói Nam Hoang toàn là người của ngươi sao? Tại sao quan lính của ngươi lại tấn công Hắc Hổ trại? Chẳng lẽ ngươi muốn chấm dứt hợp tác và đối đầu với Đại Hoa của chúng ta? Ông Kameda, xin bình tĩnh. Chắc chắn là Hứa Thần tự ý làm, người này không biết gì cả. Cái gì? Ngươi nói rằng một viên quan nhỏ dẫn dắt vài trăm dân binh đã tiêu diệt 1.000 võ sĩ đạo từ Đại Hoa đóng quân tại Hắc Hổ trại? Nghe nói Hứa Thần có một loại vũ khí mới vượt trội hơn cả cung nỏ. Thôi đi, ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Gia Điền Quỷ Hổ là con trai cưng của tướng quân chúng ta, các người hãy mau thả người và giao nộp Hứa Thần, chu diệt 9 đời của hắn để bồi thường. Nếu không, Đại Hoa quốc của chúng ta chắc chắn sẽ áp chế biên giới, tiêu diệt các tỉnh Đông Hải của các người. Ông Kameda xin bình tĩnh, vấn đề này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù ta đối với những hành động phá hoại quan hệ hai nước như Hứa Thần hận tới tận xương tủy, nhưng ta cũng là hận khắc cốt, nhưng hiện tại hắn có quân mạnh trong tay, vụ này cần phải tính toán lâu dài. Đây là vấn đề của ngươi, trong 10 ngày phải thả Gia Điền Quỷ Hổ, ngoài ra ta còn muốn đầu của Hứa Thần. Tướng công, ngươi không sao chứ? Lần sau chúng ta không xem phim kinh dị nữa. Đúng vậy, lần sau không xem phim kinh dị nữa. Quá đáng sợ, lần sau chúng ta xem phim tình cảm hành động. Phim tình cảm hành động là gì? Phim tình cảm hành động là... Thôi khó giải thích với các ngươi, ta diễn cho các ngươi xem này. Chiếu chỉ đến. Lão gia. Lão gia, lão gia, chiếu chỉ đến rồi, nhanh chóng quỳ xuống tiếp chỉ. Chiếu chỉ đến, còn không mau quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Hứa Thần có công diệt trừ bọn cướp núi, lập tức áp tải, đưa thủ lĩnh cướp núi vào kinh tiêu diệt, không được sai sót, khâm thử. Tạ chủ Long Ân. Việc trấn áp cướp bóc sao lại làm động kinh thành, chẳng lẽ là, ta định giới thiệu ngươi với ca ta, để vào kinh thành làm quan lớn. Bẩm bệ hạ, gần đây ở vùng biển phía đông nam, xuất hiện dấu vết hải quân Hoa quốc,
người dân ven biển lo lắng, xin bệ hạ tập trung đại quân, phòng ngừa cướp Đại Hoa xâm lấn. Đại Hoa với triều đình ta có quan hệ ngoại giao nhiều năm, tại sao lại bất ngờ xâm phạm biên giới của ta? Đại Hoa có tham vọng như sói, hải quân triều đình ta vốn yếu, làm sao bây giờ đây? Đánh là xong, đánh thế nào đây? Những năm này thiên tai liên miên, triều đình thiếu binh ít tướng, trong khi đó giặc qua nhiều tướng lắm binh, muốn đánh bại Đại Hoa quốc trên bộ còn khó, huống chi Đại Hoa có hải quân hùng mạnh nhất thế giới. Báo cáo bệ hạ, huyện lệnh huyện Hoang Thổ Hứa Thần phụng mệnh đến yết kiến. Truyền Hứa Thần to gan, gặp hoàng thượng mà còn không quỳ xuống. Tần tướng, đừng trách, Hứa Ái Khanh thật thà thẳng thắn. Hứa Ái Khanh dẫn dắt 300 binh lính huyện, đã công phá thành công hàng ổ Hắc Hổ trại đầy tặc phỉ, bắt giữ đầu sỏ, ra điền quỷ hổ, có chuyện này không? Hứa Ái Khanh, thật sự là dụng binh như thần, dũng cảm vượt trội ba quân, bệ hạ, ngài thật có mắt nhìn người, to gan, sao có thể nói chuyện như vậy với bệ hạ? Nghe nói bọn tặc phỉ ở Hắc Hổ trại đều là từ hải ngoại trôi giạt đến, samurai của Đại Hoa. Tần tướng, ngài vừa nói quân tinh nhuệ của Đại Hoa sẽ tấn công. Nay hàng ngàn samurai Đại Hoa đã bị Hứa huyện lệnh dẫn dắt 300 binh lính huyện thành công đánh bại, xem ra đại ngụy của chúng ta cũng có quân tinh nhuệ. Tướng lính dũng mãnh, hoàn toàn không sợ Đại Hoa. Bệ hạ, có chuyện rồi, đại ngụy của chúng ta xuất hiện, những tướng tài như Hứa Thần. Tần tướng sao lại nói vậy? Hứa Thần, ta hỏi ngươi, ngươi đã bắt được thủ lĩnh Hắc Hổ trại là ai? Gia điền quỷ hổ, sao thế, bệ hạ? Xin hãy trừng phạt Hứa Thần. Hứa Thần là một tướng quân giỏi, tần tướng sao lại nói vậy? Khởi bẩm bệ hạ, theo thần được biết, Gia điền quỷ hổ là con trai của đại tướng quân Gia điền Xương Cảnh. Thì ra là vậy, không trách Đại Hoa lại bày binh bố trận ở Đông Hải. Thì ra là, con trai của đại tướng quân bị Hứa Thần bắt rồi. Hứa Thần, ngươi nói Gia điền quỷ hổ là thủ lĩnh của Hắc Hổ trại. Tần tướng, ngươi nói Gia điền quỷ hổ là con trai của đại tướng quân Đại Hoa, một cái tên, hai thân phận, rốt cuộc là chuyện gì đây? Bẩm bệ hạ, chỉ có một sự thật, có ai đó đã nói dối. Ý ngươi là ta nói dối à? Ý ta là ngươi. Nếu không phải ngươi nói dối, chẳng lẽ là ta nói dối sao? Bệ hạ, Hứa Thần giết người vô tội để lập công, phá hoại quan hệ giữa hai nước, khẩn xin bệ hạ cách chức Hứa Thần tại chỗ, giao cho Đại Hoa xét xử. Thần không đồng ý. Thần khẩn xin bệ hạ để Hứa Thần mau chóng quỳ xuống nhận tội. Ta không phạm tội, tại sao phải quỳ xuống nhận tội? Ta nghĩ chính các ngươi là gian thần, trước mặt bệ hạ vu khống công thần như ta, người phải quỳ xuống nhận tội phải là các ngươi. Bệ hạ, Hứa Thần không tôn ti trật tự, sỉ nhục quan chức triều đình, xin bệ hạ xử lý. Nếu xử lý thì phải xử lý các ngươi. Lão tử chiếm được Hắc Hổ trại, không có công lao cũng có khổ lao, ngược lại các ngươi những lão giả vô dụng, không có một chút chứng cứ nào, miệng lưỡi toàn nói bậy. Mở miệng là nói lão tử giết người vô tội để lập công. Các ngươi có quan hệ gì với Giặc Hoa sao? Chẳng lẽ Giặc Hoa là cha của các ngươi sao? Câm miệng, đủ rồi. Bệ hạ, Hứa Thần người này thực sự là ngông cuồng vô lễ, sỉ nhục bá quan, xin bệ hạ tống hắn vào ngục. Xin bệ hạ tống hắn vào ngục. Xin bệ hạ tống hắn vào ngục. Hứa Thần, ngươi còn gì muốn nói? Ta không có gì để nói. Nếu chỉ bằng lời nói suông mà có thể định tội đại thần, thì ta không làm quan nữa cũng được. Hứa Thần, đừng vô lễ. Đại ngụy của ta không xử tội vì lời nói. Các ngươi muốn buộc tội Hứa Thần thì nên đưa ra chứng cứ. Bệ hạ, thần có chứng cứ. Chuyện Lý Lâm yết kiến. Thần Lý Lâm bái kiến bệ hạ. Lý Lâm, bản tướng hỏi ngươi, Hứa Thần nói hắn chỉ dẫn 300 huyện binh tấn công Hắc Hổ trại, bắt giữ thủ lĩnh giặc, ra điền quỷ hổ, việc này có thật không? Không phải, Hứa Thần nói dối. Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì? Vài ngày trước, Hứa Thần phán bữa án kiện, đắc tội với Hắc Hổ trại. Hắc Hổ trại đã bắt cóc nương tử của hắn. Hứa Thần vì trả thù riêng, không quan tâm đến sự cản trở của tiểu nhân, cưỡng ép phát binh tấn công Hắc Hổ trại. Ngông cuồng, kiêu ngạo cực độ, quá đáng là. Ngày phát binh, Hứa Thần lại cuống tiền bỏ trốn, dẫn đến việc chúng ta bị cướp phục kích. Sau trận chiến Cam Go, không thể cứu vãn, cuối cùng quân huyện tan vỡ, tổn thất nặng nề, Hứa Thần không được vô lễ. Vậy Hứa Thần lấy đâu ra binh mã tấn công Hắc Hổ trại? Ngươi còn nói mình không phải kẻ giết người cướp công, thật quá đáng.
Hứa Thần, ngươi có nhận tội không? Ta hoàn toàn không có tội, bệ hạ. Tại sao ta phải nhận tội? Cứng đầu cứng cổ, Lý Lâm, ngươi dám đối chất với ta không? Có gì mà không dám? Được, ngươi nói ta tấn công Hắc Hổ Trại vì tư thù, phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không, vô duyên vô cớ, tại sao lại tấn công Hắc Hổ Trại? Vô duyên vô cớ, nửa tháng trước, Hắc Hổ Trại tàn sát thôn Dương Liễu, cả thôn 362 người, nam bị giết, chết không toàn thây, nữ bị cưỡng bức, dùng để xoa dịu. Bệ hạ, ngài hãy nói xem Hắc Hổ Trại có nên tiêu diệt không? Hứa Thần, đừng chuyển chủ đề, ta đang hỏi ngươi quân huyện thất bại, ngươi lấy đâu ra binh mã để tấn công Hắc Hổ Trại? Trước khi phát binh, ta đã tập hợp 10 tinh binh, đích thân huấn luyện. Bao nhiêu 10 tinh binh? 10 người. Ngươi nói là dẫn 10 người tấn công Hắc Hổ Trại, nếu ngươi có một chút kiến thức quân sự, cũng sẽ không bịa ra một lời nói dối tày trời như vậy. Hắc Hổ Trại chiếm cứ địa lợi, trong trại có hàng nghìn tên tặc phỉ, đừng nói là chỉ 10 người, cho ngươi 10.000 binh lính tinh nhuệ, cũng không thể hạ được Hắc Hổ Trại bằng phi vạn lý. Chim én không biết được khả năng của nó. Hạng Vũ dẫn 3 vạn quân Sở, phá 40 vạn quân Tần. Trận Hợp Phì, Trương Liêu dẫn 800 dũng sĩ, phá 10 vạn quân Giang Đông. Trong lịch sử có nhiều trận ít thắng nhiều, rất nhiều, ngươi vẫn chưa được, sao lại nói ta không được chứ? Kẻ cuồng ngạo, ngươi dám so mình với thánh nhân cổ xưa, thật là vô lễ. Tuy ta không bằng Trương Liêu hay Hạng Vũ, nhưng đám giặc oa nhỏ nhoi kia, làm sao so được với Trương Hàm và Tôn Quyền? Dù có thánh nhân cổ xưa sống lại, cũng chưa chắc thắng được ta. Binh pháp có giỏi đến đâu, trước súng máy của ta cũng đều bình đẳng như nhau. Cuồng ngạo, thật là cuồng ngạo. Hứa Thần, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Truyền Nam Hoang quận thủ Trần Đình vào gặp. Trần Đình bái kiến bệ hạ. Trần quận thủ, bản quan hỏi ngươi, huyện Hoang Thổ nằm dưới quyền ngươi, chuyện Hắc Hổ Trại bị tiêu diệt, ngươi có biết không? Nửa tháng trước, Hắc Hổ Trại đã bị ta dẫn binh tiêu diệt, tên đầu đảng Lưu Sinh Hắc Hổ đã bị bắt sống. Dẫn Lưu Sinh Hắc Hổ tới, thả ra. Bệ hạ, chính ta Lưu Sinh Hắc Hổ không biết trời cao đất dày, chiếm núi làm vua, cướp bóc Nam Hoang, mong bệ hạ giảm nhẹ hình phạt, dẫn ra Điền Quỷ Hổ tới. Ha ha ha. Ba ca, đứng lên. Đại Ngụy Hoàng đế, ta bị oan, ta là con trai của tướng quân gia Điền Xương Cảnh của Đại Hoa, không phải là thủ lĩnh của Hắc Hổ Trại. Xin Đại Ngụy Hoàng đế mình xét, ngươi đứng lên trước đi. Chẳng lẽ ta còn chưa rõ ràng sao? Gia Điền Quỷ Hổ, vậy tại sao trước đây ngươi không thừa nhận? Là vì hắn tra tấn ta, ép cung nhận tội, nhìn đi, toàn là vết thương. Hứa Thần chứng cứ rõ ràng. Còn gì để nói nữa? Ta biết quan trường đen tối, nhưng ta không ngờ quan trường lại đen tối như vậy. Trên đại điện này, các ngươi trước mặt hoàng đế bệ hạ, cấu kết với giặc oa, vu oan trung thần, không trách đại ngụy của chúng ta, dân không sống yên. Hứa Thần, sự thật ngay trước mắt, không thể chối cãi, xin hoàng đế đại ngụy đòi lại công bằng cho ta. Bệ hạ, Hứa Thần giết người vô tội để lập công, cố ý gây xung đột giữa hai nước, xin bệ hạ tru di cửu tộc của Hứa Thần. Xin bệ hạ tru di cửu tộc của Hứa Thần. Người đâu, lôi Hứa Thần ra ngoài ngõ môn chém đầu. Hoàng huynh khoan đã. Triệu, Triệu nữ hiệp, yên tâm đi, hôm nay bổn công chúa bảo đảm ngươi an toàn. Hoàng huynh, Thục Ninh, muội đến đại điện làm gì? Đây không phải là nơi để ngươi đùa giỡn. Hoàng huynh, muội không đến đây để đùa giỡn, muội đến để giúp huynh, giúp ta. Nếu muội không đến, huynh sẽ bị gian thần lừa dối, oan uổng trung thần. Công chúa điện hạ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tất nhiên là ta biết. Tên huyện úy khốn kiếp, ngươi còn nhớ ta không? Triệu nữ hiệp, xem ra mắt chó của ngươi chưa mù. Ngày đó ngươi bỏ trốn, khiến ta suýt bị cướp bắt, đáng chết thật. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bẩm hoàng huynh, thần muội nửa tháng trước phi hành đến huyện Hoang Thổ, thần muội có thể chứng minh những gì Hứa Thần nói đều là sự thật. Công chúa điện hạ không thể nói như vậy, vừa nãy Tần tướng và Trần thượng thư nói rằng những cướp đó là lương dân. Lương dân? Cướp Hắc Hổ Trại tội ác không chừa, các người nói chúng là lương dân, các người bênh vực chúng, chẳng lẽ muốn thông đồng phản quốc? Điện hạ bớt giận, chúng ta cũng bị người ta lừa dối mà. Là hắn, là tên họ Trần này, hắn luôn lừa dối chúng ta. Tần tướng, Tần tướng, Tần tướng, lừa dối ta chưa đủ, còn muốn kéo ta xuống nước nữa. Bệ hạ, Trần Đình lừa dối vua, hãm hại trung lương, tội đáng muôn chết.
Các ngươi tỉnh ngươi, lật quá nhanh rồi đấy. Vừa rồi Trần Đình còn vì các ngươi dương cờ hô hào. Quay lưng đã bán đứng hắn, lòng lạnh giá, bệ hạ, thần nhất thời bị lừa, suýt nữa hãm hại Hứa thần, xin bệ hạ tha tội. Tần tướng, nghĩ đến công lao vất vả của ngươi, chấm hôm nay tha cho ngươi một lần, hy vọng sau này không tái phạm, kính tuân lời dạy của bệ hạ. Tội nhân Lý Lâm, Trần Đình, Lưu Sinh, Hắc Hổ, lừa dối vua, tội đáng muôn chết, lôi ra ngõ môn chém đầu, bệ hạ tha mạng. Thủ lĩnh giặc Gia Điền Quỷ Hổ, bệ hạ, Gia Điền Quỷ Hổ là con trai của Gia Điền Xương Cảnh, bệ hạ, hoàng tử phạm pháp cũng như thứ dân, Gia Điền Quỷ Hổ tiểu quỷ đã giết hại dân thường, hiếp phụ nữ, tội đáng chết vạn lần, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Ái Khanh nói rất đúng, đưa Gia Điền Quỷ Hổ ra ngõ môn chém đầu. Ba ca, các ngươi dám giết ta, đại ngụy tất diệt. Yamed, lần đầu tiên nghe thấy thật kinh tởm. Yamed, Hứa thần tiến lên nghe lệnh. Hứa thần chỉ dẫn 300 binh huyện, đã tấn công và hạ được Hắc Hổ trại đầy giặc cướp. Thật sự là dùng binh như thần, dũng cảm nhất quân, chấm đặc phong ngươi làm dũng tướng diệt giặc, thưởng vàng vạn lượng, tạ ơn bệ hạ. Dũng tướng diệt giặc là mấy phẩm? Chính ngũ phẩm, chỉ ngũ phẩm thôi sao? Ngươi này, bảo vệ lãnh thổ và dân chúng vốn là trách nhiệm của huyện lệnh. Chấm thăng ngươi 4 cấp liền. Đã là tha thứ ngoại luật rồi, tạ chủ long ân. Báo. Bệ hạ, sứ đoàn Đại Hoa đã cập bến từ Giang Châu, đã vào lãnh thổ nước ta và tuyên bố rằng chúng ta phải giao nộp Gia Điền Quỷ Hổ và phải chiều cống Đại Hoa. Nếu không sẽ điều động 500,000 hải quân tấn công nước ta. Sứ đoàn Đại Hoa thật quá đáng. Bệ hạ, mau truyền lệnh Hộ Long vệ dừng tay ngay, bệ hạ đã chém đầu hết tội nhân rồi. Chuyện này phải làm sao đây? Gia Điền Quỷ Hổ đã bị chém đầu, Đại Hoa chắc chắn không để yên. Các tỉnh ven biển nguy ngập, ven biển Đông Nam phòng bị lơ là, không thể khởi chiến nhẹ nhàng. Các khanh hãy nghĩ cách làm sao để ổn định sứ đoàn Đại Hoa. Trương Ái Khanh, ngươi là Đại Hồng Lư, ngươi nói xem liên tiếp đón sứ đoàn Đại Hoa thế nào. Thần cho rằng e rằng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trương Ái Khanh, ngươi trẻ tuổi tài cao, ngươi đi tiếp đón sứ đoàn Đại Hoa thì sao? Bệ hạ ngài cũng biết thần mà, thần thể yếu nhiều bệnh, lại thường xuyên chóng mặt hoa mắt, khó mà đảm đương trọng trách này. Bệ hạ ngài cũng biết thần mà, thần vừa mới được điều đến Hồng Lư tự chưa lâu, vẫn chưa hiểu rõ về những lễ nghi này. Bệ hạ, ngài cũng hiểu rõ thần mà, thần diện mạo không mấy đẹp đẽ, ngài để thần đi tiếp đãi sứ thần, e rằng sẽ khiến họ cảm thấy bị xem thường. Được rồi, được rồi, bình thường các khanh tranh công, trên trời dưới biển đều có thể làm, nay gặp khó khăn, lại đùn đẩy lẫn nhau. Các khanh, thật đúng là các đại thần tốt của trẫm. Bệ hạ, thần xin tiến cử một người thích hợp nhất, là ai? Hứa thần. Thần tiến cử Hứa thần tiếp đãi sứ đoàn Đại Hoa. Tần tướng, ngài đúng là tính toán rất giỏi, Gia Điền Quỷ Hổ chết do Hứa thần, ngài để hắn tiếp đãi sứ thần Đại Hoa, chẳng phải là đẩy hắn vào chỗ chết sao? Hứa thần có hiềm khích với Đại Hoa, tốt nhất là không để anh ta tiếp đón. Hơn nữa anh ta không hiểu lễ nghi ngoại giao, e rằng không thể ứng phó được. Bệ hạ yên tâm, Gia Điền Quỷ Hổ tội đáng chịu, quan hệ ngoại giao giữa Đại Hoa và nước ta đã tồn tại trăm năm, sứ thần nước ngoài hẳn sẽ hiểu. Còn về lễ nghi ngoại giao, chỉ cần bố trí vài quan viên Hồng Lư tự có kinh nghiệm là đủ. Tiếp đón đoàn sứ thần Đại Hoa, quan trọng là phải thể hiện uy danh của nước ta. Hứa thần khí chất phi phàm, không sợ cướp Đại Hoa, để hắn ta tiếp đón đoàn sứ thần Đại Hoa chắc chắn sẽ thành công. Hứa thần, ngươi có đồng ý tiếp đón đoàn sứ thần Đại Hoa không? Bệ hạ, ta chỉ là một tướng quân trừ giặc mà thôi, e rằng việc tiếp đón đoàn sứ thần Đại Hoa danh bất chính ngôn bất thuận. Vậy thì ta phong anh làm Hồng Lư tự thiếu khanh, nhận 2 phần lương, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này ta sẽ thưởng lớn, tạ ơn của bệ hạ. Hứa thần, tại sao ngươi lại đồng ý tiếp đón đoàn sứ thần Đại Hoa? Rõ ràng đây là một củ khoai nóng bỏng tay. Ngươi không thấy tất cả văn võ bá quan đều không muốn nhận nhiệm vụ này sao? Chẳng phải là không muốn làm khó đại ca sao? Đồ vô liêm sỉ. Ngươi chỉ là một tướng quân tiêu diệt giặc cướp, làm sao xứng với bản công chúa? Ngươi có ý gì? Bản công chúa không có ý gì, cửa tre thì chỉ là cửa tre, ta là công chúa cao cao tại thượng, còn ngươi chỉ là một tướng quân tiêu diệt giặc cướp, chúng ta không thể có gì, trừ khi ta sẽ gả cho ngươi. Ngươi vừa nói trừ khi gì? Bản công chúa không nói lần thứ hai. Ngươi tự nghĩ đi, hiện nay giặc Hoa đang tấn công dữ dội, nếu ngươi chết, ngươi sẽ không thể làm phò mã. Ta hiểu rồi. Hoàng huynh. Hoàng huynh, ta muốn gia nhập đoàn tiếp đón. Hồ đồ, Hoàng huynh, ta muốn gia nhập đoàn tiếp đón. Thục Ninh. Có phải muội muốn đi chơi không?
Hoàng huynh, Thục Ninh. Ngươi thay trẫm nói với Hứa Thần, bảo hắn nhất định phải giữ chân đoàn sứ giả Đại Hoa. Chỉ cần hắn có thể kéo dài đoàn sứ giả 10 ngày, hắn sẽ là công thần của Đại Ngụy. Ngược lại thì là tội chết. Hoàng huynh như vậy thật không công bằng. Trên đời này làm gì có công bằng. Hiện nay Đại Hoa đang bày binh ở Đông Nam, Đại Ngụy của ta không có phòng bị, cần thời gian để xử lý. Chuyện là do hắn gây ra, phải để hắn tự xử lý. Hứa Thần, ngươi sao lại đến đây? Hoàng huynh bảo ta nói với ngươi, phải giữ chân đoàn sứ giả Đại Hoa 10 ngày, nếu không ngươi sẽ chết chắc. 10 ngày, sao vậy? Quá đơn giản mà, Hứa đại nhân, công, gọi ta là Triệu đại nhân. Hai vị đại nhân, đoàn sứ giả Đại Hoa sắp đến kinh thành, hai vị phải nghiêm túc đối đãi, không được làm mất thể diện quốc gia Đại Ngụy. Biết rồi, hai vị đại nhân không được lơ là, một lát nữa chúng ta sẽ dùng nghi lễ long trọng nhất để đón tiếp sứ đoàn Đại Hoa. Làm vậy phiền phức quá, đơn giản thôi là được rồi, Hứa đại nhân. Đại Ngụy chúng ta dù sao cũng là đất nước lễ nghi, không làm vậy sao thể hiện phong thái quốc gia. Lễ nghi là dành cho con người, người Hoa quốc tính là người sao? Bọn chúng có hiểu được không? Hứa đại nhân, bọn giặc Hoa này, chẳng phải trước đây các người đã tiếp đãi như vậy, người Hoa có biết ơn không? Đường Thái Tông từng nói rằng Hoa tặc là cầm thú, sợ uy mà không biết đức, biết lễ nhỏ mà không biết nghĩa lớn, làm mấy chuyện này với bọn chúng là vô ích. Hứa đại nhân, Đường Thái Tông nói, đó là nói về di địch thì đúng hơn, đều là dị tộc, giống nhau cả thôi. Hứa đại nhân, nghi lễ đón tiếp có thể đơn giản, nhưng khi tiếp đãi sứ đoàn Đại Hoa, thái độ của ngài phải khiêm tốn một chút. Dựa vào cái gì? Sứ đoàn Đại Hoa kiêu ngạo, chỉ cần không vừa ý một chút là đánh đập quan viên của ta. Đã có 3 quan viên bị chúng đánh cho tê liệt. Biết rồi. Hứa đại nhân, đoàn sứ Đại Hoa đã tới. Đại Ngụy chẳng phải tự xưng là đất nước lễ nghi sao? Sao không có ai đón tiếp vậy? Tướng quân Điền Thượng, chúng ta ở đây. Bản quan là Hồng Lư Thiếu Khanh Hứa Thần, chuyên trách việc đón tiếp lần này. Hóa ra các ngươi ở đây, người Đại Ngụy cũng thấp bé quá. Ta suýt không tìm thấy các ngươi. Ngươi, bình tĩnh chút. Ngươi là đại thần, được Đại Hoa phái tới sao? Ta là Thượng tướng Đại Hoa, Điền Thượng Tường Đại. Đằng sau mới là đại sứ của chúng ta. Chúng ta vừa trải qua hành trình dài, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, dẫn chúng ta đến Hồng Lư Tự ngay. Nghe nói nữ nhân Đại Ngụy rất đẹp, trực tiếp đưa một đợt tới Hồng Lư Tự. Tên háo sắc, im miệng. Chuyện này nói sau đi, ngươi xuống ngựa trước đi, Nani. Ngươi bảo ta xuống ngựa, dũng sĩ của Đại Hoa Đế Quốc, sao có thể đi bộ vào được? Mấy ngày trước, nhà ta có một con ngựa, nó đẻ ra một con chó. Tại sao? Ta cũng thắc mắc, ngươi nói xem con vật này, tại sao nó không đẻ ngựa? Tại sao con vật này không đẻ ngựa? Ba ca, kinh đô là nơi trọng yếu, không có sự cho phép, không được cưỡi ngựa. Nếu hôm nay ngươi khứa đại nhân ống ngựa thì không đi đâu được, không biết lễ nghĩa. Dũng sĩ của Đại Hoa Đế Quốc không chịu sự quản lý của luật pháp Đại Ngụy, trên đất Đại Ngụy của ta thì phải tuân theo luật pháp Đại Ngụy. Giá, cẩn thận. Ta không tuân theo luật pháp Đại Ngụy, ngươi làm được gì ta? Con ngựa của ngươi chỉ biết chạy thôi phải không? Muốn chết à? Baka Yaru, chỉ là một con chó gầy, cũng dám tỏ vẻ trước ngựa hán huyết của ta, khoe mẽ, thử xem nào. Hứa Thần, người thật đẹp trai, thật phong độ, thật có khí chất nam nhi, chỉ là tầm thường thôi. Ngươi xúc phạm ta quá đáng, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đến đây, phóng ngựa qua đây. Dừng lại.
Hứa đại nhân, đây là thái độ của đại ngụy đối với đoàn sứ giả đại hoa sao? Ngươi là đại sứ đó à? Ý ngươi là gì? Bổn quan đối đãi với đoàn sứ giả đại hoa chưa đủ thân thiện sao? Thân thiện à? Sứ giả của chúng ta vừa vào kinh, ngươi đã làm bị thương tướng quân của chúng ta, đây cũng gọi là thân thiện sao? Rõ ràng đây là đại ngụy của các ngươi công khai đối với đại hoa đế quốc của chúng ta phát động khiêu khích, bổn quan đã nói rồi, kinh thành trọng yếu không được phép cưỡi ngựa. Phải chăng người này, Tường đại nhân không hiểu tiếng người, trên đất nước đại ngụy của ta dẫm đạp lên luật pháp của ta, nếu không phải vì ta xem xét mối bang giao nhiều năm của hai nước, lúc này hắn đã mất đầu rồi. Bakayaru Sinu, ta là quý tộc của đại hoa, sao phải tuân theo luật pháp của đại ngụy? Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể tha mạng cho ngươi, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi thấy kiếm của đại hoa có sắc bén không, kiếm của đại ngụy ta cũng không hề kém. Công, ồ không, Triệu đại nhân, ngài có thể khuyên hứa đại nhân ngàn vạn lần không được giết sứ giả, nếu giết hắn, bờ biển Đông Nam sẽ bị đại họa, hứa thần, đừng quên thánh chỉ của Hoàng thượng. Đại nhân, chúng ta là Thiên Triều Thượng Quốc, làm chủ nhà nên rộng lượng một chút, chúng ta xem họ là khách, họ xem chúng ta là nô lệ, trên lãnh thổ của đại ngụy, dẫm đạp lên luật pháp đại ngụy, dùng dao chỉ vào quan chức triều đình, nếu chuyện này mà còn chịu được, thì uy nghi của đại ngụy ở đâu? Người này dám giết chúng ta thật, đại ngụy không phải toàn kẻ hèn nhát, hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời nhẫn nhịn một chút. Hứa đại nhân, vừa rồi thực sự là chúng ta lỗ mãng, chúng ta đã giao hảo nhiều năm, không cần phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà rút đao đối đầu, tướng quân Điền Thượng thật sự không hiểu luật pháp của đại ngụy, xin hãy thứ lỗi nhiều. Đại nhân Fujiwara, rõ ràng hắn đã chém ngựa của ta trước. Điền Thượng quân, ngươi nói ít thôi, nên dừng lại khi thấy đủ. Được rồi, ngươi biết sai là tốt, bản quan nể tình giao hảo nhiều năm, sẽ tha cho ngươi một mạng. Đại nhân Fujiwara, chẳng lẽ cứ để hứa thần thoát như vậy sao? Người đại ngụy thích nội đấu, ta sẽ liên hệ lại sau. Tể tướng của đại ngụy đang uy hiếp hoàng đế đại ngụy, để giao hứa thần này cho chúng ta xử lý, ta nhất định sẽ khiến hứa thần sống không bằng chết. Thế nào, các vị đại sứ, nơi này chính là Hồng Lư Tự. Đại sứ Fujiwara, do Hồng Lư Tự lâu ngày không tu sửa, không xứng với khí chất cao quý của các ngài, vì vậy bản quan đặc biệt chọn cho các ngài một chỗ ở tốt hơn. Nani, ngươi chắc chắn đây là chỗ ở tốt nhất? Tất nhiên rồi, đây chính là tẩm cung của hoàng đế. Ngươi nhìn quanh đây đầy những hoa cỏ kỳ lạ, còn có một khu vườn rộng lớn, có thể để các ngài hòa mình với thiên nhiên. Đây rõ ràng là một đống đổ nát mà cũng dám gọi là tẩm cung của hoàng đế. Hoàng đế Anh Tông của triều ta đã từng ở đây, sao có thể không phải là tẩm cung của hoàng đế? Cho dù là tẩm cung của hoàng đế, vậy thì những hoa cỏ kỳ lạ và khu vườn rộng lớn mà ngươi nói đâu? Đây chẳng phải là hoa cỏ sao? Một khu vườn lớn thế này mà ngươi không nhìn thấy à? Bakayaru, hứa đại nhân, nơi này tối tăm ẩm ướt, âm u đáng sợ, hơn nữa trước sau đều gió lùa, thực sự không thích hợp để người ở. Ngươi không hiểu rồi, đây gọi là thông gió Nam Bắc. Hơn nữa mái nhà của ngươi lâu ngày không sửa chữa, ngày mưa sẽ bị rột đấy. Đây gọi là cổ điển độc đáo. Ngươi nghĩ xem, vào đêm trăng sao sáng, ánh trăng rót xuống, ngươi ngắm trăng, người nhà ngươi cũng nhìn cùng một mảnh trăng. Ngươi nói xem chuyện này có lãng mạn không? Ba ca, các người coi chúng ta là kẻ ngốc à? Đại nhân Fujiwara, người dưới quyền ngươi, hết lần này đến lần khác, chỉ giao vào ta. Ngươi nghĩ ta không có tính khí à? Tanoe-kun lùi xuống, đại nhân Fujiwara. Hứa đại nhân, chỉ là nơi này, thật sự không thích hợp để ở mà. Hoàng đế Anh Tông của đại ngụy chúng ta, cũng có thể ở được. Nhưng sứ thần của đại hoa các ngươi lại không ở được. Chẳng lẽ các ngươi cao quý hơn Hoàng đế Anh Tông của đại ngụy ta sao? Nhưng ở nơi này, dường như cũng thiếu chút vui vẻ. Ta hiểu rồi, cuộc sống cần phải có niềm vui, ta đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi.
là Bo Bo đến từ Sơn Tây. Ta là Súc Cay Hồ Lạc đến từ Hà Nam. Ta là cô em họ đến từ Quảng Tây. Ta là Thúy Hoa đến từ Đông Bắc. Đại sứ Fujiwara, ngài làm sao vậy? Ta đã cẩn thận chọn lựa cho ngài những món tốt nhất đấy. Bakayaru, ta đã nhịn người quá lâu rồi. Đại sứ Fujiwara, quản lý thuộc hạ của ngài đi. Đại ngụy có câu cổ ngữ, quá tam ba bận, nếu còn dám rút dao với ta lần nữa, đừng trách ta không khách sáo. Đến đây, có bản lĩnh thì giết ta đi. Baka, Tanaka-kun, chú ý đến thân phận của ngươi, ta mới là đại sứ. Hứa đại nhân, vì cung điện này là đại ngụy đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ tuân theo sắp xếp của quý quốc. Nhưng những thứ tốt nhất này thì không cần đâu. Đại nhân Fujiwara thật thấu hiểu. Những tên giặc đại oan này sao lại nhát gan thế? Chẳng lẽ họ có âm mưu gì khác? Tốt, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi. Đại nhân Fujiwara, hành động hôm nay của ngài thật là làm mất mặt đại đế quốc của chúng ta. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, sau khi về nước ta nhất định sẽ báo cáo với thiên hoàng. Ngài Tanoe đừng giận mà, ngài dường như quên mất nhiệm vụ của chúng ta lần này khi đến đại ngụy là gì. Hứa thần dẫn 10 binh lính tinh nhuệ đã tiêu diệt cả ngàn quân tinh nhuệ của Hắc Hổ Trại, là mối họa lớn cho nước ta. Lần này chúng ta đến đây, một mặt để dò xét đại ngụy, mặt khác để loại bỏ Hứa thần. Nếu ngài không ngăn cản, ta đã lấy đầu Hứa thần rồi. Thật là ngu ngốc, chúng ta chỉ có một sứ đoàn, muốn ám sát Hứa thần tại kinh đô của đại ngụy khó như lên trời. Nói một cách khác, ngay cả khi chúng ta giết được Hứa thần, đại ngụy cũng sẽ giam giữ chúng ta hoặc trục xuất chúng ta ra khỏi biên giới. Như vậy chúng ta sẽ mất cơ hội thăm dò thực hư của đại ngụy, được không bù mất? Đại nhân Fujiwara, trước đây là do ta suy nghĩ không thấu đáo, sau này sẽ không vậy nữa. Yoshi, Điền Thượng Quân, người đi hỏi thử xem bữa tiệc tối chuẩn bị cho chúng ta đã chuẩn bị xong chưa. Bữa tiệc tối đã chuẩn bị xong. Hai vị đại nhân đợi lâu rồi, bữa tiệc tối đã chuẩn bị xong. Hứa đại nhân, quốc gia của ngài đã chuẩn bị cho chúng ta món ăn gì? Ta đã mời ngự chủ đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi một món ăn yêu thích nhất của hoàng đế đại ngụy. Có phải vậy không? Hứa đại nhân nói không sai, món ăn đó đúng là món yêu thích nhất của thái tổ hoàng đế. Vậy thì ta rất mong đợi, mang món lên đây rồi. Món này tên là canh ngọc trai phỉ thúy. Khi đại ngụy khai quốc, hoàng đế thái tổ đã mời trăm quan thử món này. Ngày nay các ngươi có thể thử món này, thật là vinh dự của các ngươi. Đây là món thái tổ đại ngụy thích ăn, món này đầy mùi ôi thiêu, làm sao thái tổ đại ngụy có thể thích ăn món này và lại mời trăm quan. Ta nghe nói quốc gia của ngài có một món ăn, ngửi thì thấy hôi, ăn thì thấy thơm, chẳng lẽ canh ngọc trai phỉ thúy này là món như vậy? Không trách ngài có thể làm đại sứ, thật là hiểu biết rồi. Vì là món thái tổ của quý quốc thích, chắc chắn có điều đáng để học hỏi. Ta không ngại thử một miếng ha ha. Không được nhổ, đây là món ăn của hoàng gia, nhổ là phải chết. Baga, Baga Yalow, Baga Yalow, ngươi dám đưa thức ăn cho heo, lừa gạt chúng ta, ngươi đang đối xử với chúng ta thật là bất kính với đại hoa đế quốc, ta sẽ giết ngươi. Tanaka, các người, hứa đại nhân, Tanaka là sứ giả mà đại hoa cử đến, ngươi lại dám đánh vào mặt ông ấy. Đánh vào mặt ông ấy cũng giống như đánh vào mặt ta, mặt của đại hoa đế quốc. Hôm nay, nếu ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, ta sẽ thay mặt đại hoa đế quốc tuyên chiến với đại ngụy của ngươi. Canh ngọc trai, phỉ thúy, bạch ngọc là món ăn của hoàng gia đại ngụy, được ăn thì các ngươi phải coi đó là phước lành. Ngươi lại nói nó như thức ăn của lợn, ngươi đang xúc phạm hoàng đế đại ngụy sao? Làm sao có thể? Cái cháo này đâu phải người uống. Cả gan, ngươi còn nói hoàng đế đại ngụy không phải là người,
ngươi thật tưởng ta không dám giết ngươi sao? Hứa đại nhân, có phải ngươi đã hiểu lầm không? Món ăn này quả thật có vị hơi kỳ lạ. Tổ tiên của Đại Ngụy làm sao có thể thích thứ này nhỉ? Ngươi nghĩ ta dám làm điều đó sao? Dám đùa giỡn với Thái Tổ Hoàng đế? Tất nhiên là không, biết thế thì tốt. Hãy uống hết nó đi, không để lại một giọt. Fujiwara đại nhân, Hứa đại nhân làm thế có phải hơi quá không? Ngươi cũng muốn bất kính với Thái Tổ Hoàng đế à? Nếu không thì ngươi uống đi. Cái này, ta không dám, không dám. Tanaka, hãy uống nó đi. Nhanh lên, mệt quá. Hứa đại nhân, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Cũng được. À, ta phải nhắc ngươi một điều, tối nay nhất định đừng ra khỏi Nam Cung này. Bên ngoài này, toàn là mộ táng hỗn loạn, thì sao chứ? Ngươi biết làng Liễu không? Nani? Làng gì? Chính là làng bị các người Đại Hoa tàn sát đó, những người chết đó, đều được chôn ở đây, họ chết oan. Giờ đều là những hồn ma cô đơn. Không sao đâu, tối ra ngoài dạo chơi một chút. Cái gì thế? Ta chính là ma. Thế thì được, Phật sợ thì không sao cả. Hứa đại nhân, đó là cái gì thế? Không có gì hết, áo trắng đang nhìn chúng ta đấy. Ngươi không thấy à? Ngươi nói bên này à? Bên này à, hay là bên kia? Bên này thôi. Điền thượng quân, ngươi cũng không thấy à? Tình hình bên kia thế nào rồi? Nhận được, nhận được. Người Hoa đã bị dọa ra khỏi sân rồi. Tốt, tiếp tục nào. Hình ảnh, cho hình ảnh lên. Các bộ phận lưu ý, ánh sáng, làm sấm sét, âm nhạc, cho nhạc không khí kinh dị. Diễn viên chuẩn bị ra mắt màn đầu tiên của vở thứ hai. Action. À, cái gì thế này? Trả lại mạng sống cho ta. À, rất tốt, rất tốt. Diễn xuất thật tuyệt vời. Đúng là một lão làng. Diễn tả rất sinh động từng chữ sợ chết sợ sống. Diễn xuất rất tự nhiên. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Không hề có dấu vết của diễn xuất. May mà không có Oscar. Nếu có tượng vàng nhỏ thì hai người các ngươi không đủ chia. Ở thời đại chúng ta, ít nhiều cũng phải được 200 đồng một ngày tiền thù lao. Ha ha, hắn ta sợ đến mức ướt quần. Ai ngờ được diễn xuất nhập tâm đến thế, không chỉ đi vào lòng người, mà còn đi vào thận. Diễn xuất, các ngươi nói đây là diễn xuất, ngươi nói xem, cô ấy, đây, tất cả đều là giả. Ta chuẩn bị màn biểu diễn này, đặc biệt để chào mừng hai người các ngươi. Là người Hoa Quốc, chắc hẳn các ngươi sẽ thích mà. Baga Yalau, ngươi đang lừa đảo chúng ta, ta là sứ giả của Đại Hoa Đế Quốc, ngươi cư nhiên cho người đóng ma, hành vi mất nhân tính là của các ngươi. Ban ngày không làm chuyện ác. Đêm không sợ ma gõ cửa, vị sứ giả uy nghi của Đại Hoa bị sợ đến mức ướt quần, chắc hẳn các ngươi đã làm biết bao chuyện ác. Ta chẳng hề đi vệ sinh ra quần đâu, đó là mồ hôi do ta sợ hãi mà ra. Ta chính là người đã giết dân hèn của Đại Ngụy, thì đã sao chứ? Không cần giả vờ nữa, ta còn có gì để giả vờ nữa? Ta là sứ giả của Đế quốc Nhật. Dù ta có giết người Đại Ngụy đi nữa, thì đã làm sao? Dù sao ta cũng không muốn ở lại Nam Cung này nữa. Ta sẽ gặp Đại Hoàng đế của ngươi ngay bây giờ. Để cho ngài ấy giết ngươi, muốn gặp hoàng đế không dễ thế đâu.
Ha ha ha, Hứa Thần, ngươi định làm ta cười chết sao? Chỉ bằng ngươi à? Và mấy kẻ hạ đẳng đứng sau ngươi, cầm vài cây gậy đốt lửa, đã nghĩ sẽ giữ được ta lại. Ngươi không biết chữ chết, nó được viết như thế nào? Giết các ngươi những con thú này, chúng ta chỉ cần 11 người là đủ. Hứa Thần, ngươi quá tự cao tự đại rồi. Ngươi tưởng rằng chúng ta những người sứ giả này là những sứ giả bình thường sao? Những sứ giả dưới trướng chúng ta đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, mỗi người đều có khả năng đánh bại 10 mấy người của ngươi còn không đủ cho. Người dưới quyền ta giết là những chiến binh ưu tú. Những chiến binh ưu tú sợ hãi đến mức đái ra quần, mồm mép lanh lợi. Đừng nói rằng ngươi có thực sự có khả năng giữ chúng ta lại. Dù ngươi có thực sự có khả năng giữ chúng ta lại, ngươi có dám động vào chúng ta không? Ngươi nghĩ ta không dám sao? Hứa đại nhân, hai nước chiến tranh không giết sứ giả, chỉ là hù dọa. Quân đội Đại Hoa đang đóng quân ở Biển Đông, nếu chúng ta gặp chuyện, không chỉ ngươi, toàn bộ Đại Ngụy cũng phải chịu tang cho chúng ta. Ta bảo đấy, những kẻ hạ đẳng của Đại Ngụy, ta giết nhiều lắm. Ta bắt đầu giết người từ khi 13 tuổi, đến bây giờ giết bao nhiêu người Đại Ngụy, ta cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ đôi khi một nhát chém hai người. Đặc biệt nhất là một nhát chém ba người. Ngươi biết tại sao không? Ý ngươi là gì? Một nhát chém ba người là tìm một bà bầu, một nhát dao đâm vào. Nhưng thường chỉ khi may mắn mới có thể gặp ba người. Ngươi còn là người không? Bà bầu ngươi cũng đành lòng giết sao? Giết ta đi, cái đầu của ta đây này, hãy giết ta đi. Điền Thượng Quân, hãy giết hết lũ thú vật này cho ta. Đại sứ Fujihara, đừng đến gần ta. Ta vẫn thích cái vẻ bất kham của ngươi. Ta vẫn sẽ đứng lên nói. Hứa Thần, tất cả đều là người mà Tanaka đã giết, không liên quan gì đến ta. Ta là giữa hai quốc gia chiến đấu, không hạ sát sứ giả. Ta là sứ giả của Đại Hoa, ngươi không thể giết ta, làm sao ta có thể giết ngươi? Ta là người như thế nào? Tốt bụng, trái tim ta đầy chân thành, thiện lương, không giống Tanaka, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đánh nhau. Ha ha, ngươi xem, Hứa đại nhân nói đúng lắm. Hứa đại nhân đã nói hết những bất mãn của ta. Với họ, ta đã không ưa họ từ lâu. Chỉ là không tìm được dịp thích hợp, ta còn phải đa tạ Hứa đại nhân nữa. Giúp ta giết họ đi. Nói những điều này thì ngươi coi ta như người ngoài sao? Ha ha. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước, không thể nói chuyện này được. Ha ha, đúng vậy. Ngươi xem, thời tiết thay đổi nhanh quá. Giống như tâm trạng của phụ nữ, thay đổi liên tục. Chúng ta hai nước đã có quan hệ bạn bè 10 mấy năm. Như thể ngày hôm qua còn vui vẻ cười đùa, sao hôm nay lại gặp nhau trên chiến trường? Thời đại phát triển quá nhanh, chúng ta không theo kịp bước chân thời đại. Chúng ta bị thời đại này bỏ rơi. Vũ khí của các ngươi bây giờ phát triển rất tốt mà. Chúng ta có cơ hội nên trao đổi học hỏi. Tụt hậu thì phải chịu đòn. Đúng, mà bây giờ cũng không còn sớm nữa. Bảo các huynh đệ của ngươi cũng nên về sớm nghỉ ngơi. Ngươi cũng vất vả cả ngày rồi, ta đi trước đây. Ngươi nghỉ ngơi sớm nhé. Đi thong thả nhé. Ta không tiến, đi thong thả. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tạm biệt. Tần tướng, ngài có biết tin tức về đoàn sứ thần của chúng ta không? Ông Kameda, đoàn sứ thần của các ngài không phải đã bị Hứa Thần đưa đến Hồng Lư tự rồi sao? Ngài không biết sao, ông Kameda? Ý ngài là gì vậy? Đoàn sứ thần của chúng ta đã vào kinh thành 10 ngày trước. Theo lẽ thường, đã có người liên lạc với ta từ lâu. Nhưng cho đến bây giờ, ta chưa gặp một ai trong đoàn sứ thần cả. Ngài đang nói là, ta nghi ngờ, là Hứa Thần đã giam giữ những người của đoàn sứ thần chúng ta. Làm sao hắn dám? Hứa Thần này chỉ là một kẻ điên, hắn còn có gì không dám làm? Được, bản tướng sẽ điều tra xem thực hư thế nào. Nếu Hứa Thần dám thật sự giam giữ đoàn sứ thần quý quốc, thì bản tướng sẽ lấy đầu hắn để bồi thường cho đoàn sứ thần. Ngài tốt nhất nên nói được làm được, nếu không thì lấy đầu ngài để bồi thường. Bệ hạ, sứ thần Đại Hoa đã đến kinh thành hơn 10 ngày. Dám hỏi bệ hạ ngày nào mới tiếp kiến? Gần đây chấm bận rộn vạn sự, quên mất chuyện này. Hứa Ái Khanh, có thần.
người tiếp đón sứ thần Đại Hoa. Họ gần đây thế nào rồi? Bệ hạ, mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều tốt, nhưng ta nghe nói là... Ngươi dám quản thúc sứ đoàn Đại Hoa? Cái gì, ngươi dám quản thúc sứ đoàn Đại Hoa? Đại Hoa giàn quân Đông Hải, ngươi làm sao dám? Hứa thần, ngươi còn không có tầm nhìn. Bệ hạ, ta xin phép tru diệt hứa thần. Hứa thần, có chuyện này không? Vu khống, hoàn toàn là vu khống. Ta chỉ là một tiểu quan Hồng Lư Tự và tướng đánh giặc thôi, làm sao ta dám giam giữ sứ đoàn Đại Hoa? Biết ngay là ngươi biện minh. Tôn Kỳ, bệ hạ, ta là người tiếp đón sứ thần, ta tận mắt thấy hứa thần giam giữ sứ đoàn Đại Hoa, ngược đãi sứ thần Đại Hoa, cố ý gây mâu thuẫn giữa hai nước. Bệ hạ, hứa thần đã đem sứ đoàn Đại Hoa giam cầm trong Nam Cung hoang tàn, chỉ có rau thối hôi, họ không cho ăn gì cả. Phái đoàn Đại Hoa để sống sót đã trốn ra khỏi Nam Cung, đáng tiếc hơn 50 sứ giả Đại Hoa đều bị hắn giết một cách tàn nhẫn, chết không có chỗ chôn cất. Hứa thần to gan mất nhân tính, xin bệ hạ xử tử kẻ này. Bệ hạ, hứa thần hành vi này nhằm kích động tranh chấp giữa hai nước, kính xin bệ hạ giao hứa thần cho phái đoàn Đại Hoa để xin lỗi, bảo vệ hòa bình cho Đại Ngụy. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ta cười các người không nhớ bài học, vu oan giá họa cho ta một lần chưa đủ, còn muốn làm lần thứ hai. Ngươi thật sự nghĩ bệ hạ dễ lừa đến thế sao? Bệ hạ thông suốt, ta tuyệt không có ý lừa dối bệ hạ. Bệ hạ, ta xin đảm bảo bằng đầu mình, nếu có nửa câu đùa cợt sẽ mang đầu đi chỗ khác. Hứa Ái Khanh, có chuyện này không? Hồi bệ hạ, những gì Tôn Kỳ nói hoàn toàn vô căn cứ. Ngươi nói ta giam giữ sứ đoàn Đại Hoa tại Nam Cung hoang tàn, không sai. Được, xin hỏi, ta có giam giữ những sứ giả Đại Hoa này không? Ta có hạn chế họ tự do ra vào Nam Cung không? Sứ đoàn Đại Hoa có thể tự do ra vào, nhưng ngươi đã bố trí người bên ngoài Nam Cung. Bệ hạ hiểu rõ, ta ở kinh thành chỉ có thể điều động người binh sĩ thân cận, làm sao có thể phong tỏa Nam Cung? Lời Ái Khanh nói rất đúng. Tôn Kỳ vu khống, kéo ra chém đi. Bệ hạ xin tha mạng. Không thể được, bệ hạ, hứa thần nói chuyện khéo léo, thần thỉnh đại sứ nước Hoa lên điện đối chất với hứa thần. Truyền, đại sứ nước Hoa. Đau, đau, thả tay ra. Chấm là bảo các ngươi truyền đại sứ nước Hoa, sao lại thế này, sao lại gửi đến một xác ướp thế này? Chuyện gì vậy, thưa Đại Ngụy Hoàng đế, chúng thần là sứ giả của Đại Hoa. Cái gì? Đại Ngụy Hoàng đế, hai nước giao chiến, không giết sứ giả, người của Đại Ngụy đã nhốt chúng ta trong căn nhà gỗ tồi tàn, còn ngược đãi và tàn sát chúng ta. Đại Ngụy của các người muốn khai chiến với Đại Hoa chúng ta sao? Có phải không? Nói bậy, Nam Cung là cung điện mà Hoàng đế Anh Tông từng sống, ngươi dám nói đó là căn nhà tồi tàn sao? Không nói đến chỗ ở nữa, đất của các ngươi, tại sao không cho chúng ta cơm ăn? Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta đã chuẩn bị món ăn hoàng gia, là ngươi không ăn thôi. Ngươi cái gì mà, nước thối và lá rau thối cũng gọi là món ăn hoàng gia à? Ngươi có thể hỏi văn võ bá quan triều ta, đặc biệt là tần tướng, xem triều ta có một món nào gọi là canh ngọc trai phỉ thúy không? Có, nhưng mà không nhân gì hết, đã cho các ngươi món ăn hoàng gia, các ngươi không ăn, còn muốn ta cho các ngươi gan rồng tỷ phượng à? Ngươi, vậy ngươi đã giết hơn 50 sứ thần của Đại Hoa chúng ta, có đúng không? Là ngươi nói, ngươi và Điền Thượng Tường không hợp, là ngươi nhờ ta giết hắn, ngươi nói láo. Ta nói láo sao? Xin mời xem VCR, Amade. Huynh đệ Fujiwara, cái này không phải đạo lý. Là ngươi bảo ta giết hắn mà, giờ lại đổ tội lên ta, cãi cố, thật là vô lý, vừa rồi những gì nói đều là giả dối. Hoàng đế đại độ, ta bây giờ yêu cầu ngươi, ngay lập tức giết hứa thần, chặt hắn thành thịt băm, đồ man dợ táo tợn. Dám bất kính với bệ hạ, ngươi nghĩ Đại Ngụy ta không có người sao? Bệ hạ, đại sứ Đại Hoa, chỉ là trong lúc tức giận, mới nói không kiểm soát. Lão thất phu, bây giờ bệ hạ bị xúc phạm, ngươi còn bênh vực Đại Hoa, ngươi là người Đại Hoa hay là người Đại Ngụy? Lão phu tự nhiên là người Đại Ngụy, ngươi đừng có nói bậy bạ. Hoàng đế Đại Ngụy, ta cũng lười nói nhiều với các ngươi, ta bây giờ đại diện cho Đại Hoa đế quốc, yêu cầu ngươi giết hứa thần và cam kết với chúng ta, mỗi năm cống nạp 12 triệu lượng bạc, nếu không thì
Chúng ta, Đại Hoa Đế Quốc, sẽ huy động 500.000 quân, san bằng các tỉnh ven biển của ngươi. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta sẽ tiến thẳng vào kinh thành của các ngươi. Ngươi đang đe dọa chấm sao? Ha ha, ta chỉ nói sự thật mà thôi. 500.000 quân của Đại Hoa Đế Quốc đã sẵn sàng ở Biển Đông. Với các ngươi, Hải Phòng của Đại Ngụy Quốc không thể ngăn cản chúng ta. Bệ hạ, chỉ cần xử tử một Hứa Thần thôi là có thể đổi lại sự yên bình cho các tỉnh ven biển, cũng bảo vệ sự ổn định của Đại Ngụy. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, xin bệ hạ suy nghĩ kỹ lưỡng. Người Đại Hoa xâm lược, các ngươi thực sự nghĩ chấm sẽ không làm gì sao? Hoàng đế Đại Ngụy, ngài có ý gì? Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần quân đội Đại Hoa dám đến, chắc chắn sẽ chôn xác ở Biển Đông. Bakayaro, các ngươi đã sớm tính toán sẵn, mục đích là để Hứa Thần giết sứ giả của chúng ta, kéo dài thời gian. Bây giờ ngươi mới biết sao? Ta thấy ngươi thật ngu ngốc. Ha ha ha, dù cho các ngươi có phòng bị thế nào, quân đội 500.000 của Đại Hoa vô song thiên hạ, một khi khai chiến tiêu diệt các thành phố ven biển của các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng hải quân Đại Ngụy thật sự không phải đối thủ của hải quân Đại Hoa. Lão cẩu, ngươi đứng về phía nào vậy? Lão phu tất nhiên đứng về phía Đại Ngụy, nhưng lão phu phải đối mặt với sự chênh lệch không thể không quan tâm đến sinh mạng của hàng ngàn người dân ven biển. Hoàng đế Đại Ngụy, quốc gia của ngài có một câu nói cổ rằng người biết thời thế là trang tuấn kiệt. Hiện nay Đại Hoa Đế Quốc của chúng ta đang thịnh vượng, nếu các ngươi khôn ngoan thì nên giao Hứa Thần cho chúng ta, sau đó tỏ lòng thần phục và cống nộp cho Đại Hoa Đế Quốc. Bệ hạ, một người so với vạn người cái nào nặng cái nào nhẹ, xin bệ hạ hãy đặt trọng tâm vào sinh mạng của nhân dân thiên hạ, gửi Hứa Thần đến Đại Hoa để chuộc lỗi. Xin bệ hạ hãy đặt trọng tâm vào sinh mạng của nhân dân thiên hạ, giao Hứa Thần cho Đại Hoa để chuộc lỗi. Hãy đặt người dân lên hàng đầu, một câu nói hay về trọng trách đối với nhân dân thiên hạ, về việc thần phục và cống nộp ngươi lại không nói một lời, chỉ là một số tiền nhỏ hàng triệu lượng. Chỉ là ngươi không phải là người đóng thuế nên không đau lòng đúng không? Ngươi có biết rằng số tiền nhỏ hàng triệu lượng vàng đó phải chết bao nhiêu bách tính? Nếu không cống nạp, Đại Hoa đánh tới, chết chỉ có nhiều hơn. Đại Hoa dám đến, Nam Nhi Đại Ngụy sẽ bảo vệ quê hương, cả triều đình Đại Ngụy, không phải ai cũng tham sống sợ chết như ngươi. Nói thì dễ, nhưng hải quân Đại Hoa vô song thiên hạ, ngươi là đồ bỏ đi, không đại diện cho tất cả mọi người đều là đồ bỏ đi. Nếu Đại Hoa dám xâm phạm Đại Ngụy, thần xin xung phong, chắc chắn khiến Đại Hoa không còn đường về. Tốt, có thần trung dũng như vậy, Đại Ngụy sợ gì Đại Hoa? Bệ hạ, Đại Ngụy ta là thiên triều thượng quốc, làm sao có thể xưng thần cống nạp Đại Hoa? Việc này đừng bàn nữa. Hoàng đế Đại Ngụy, ngươi cố chấp như vậy thì hãy chuẩn bị đón nhận cơn giận của đế quốc ta đi. Tránh ra. Bệ hạ, thần nguyện xin ra trận. Bệ hạ không thể, trước đây Hứa Thần chỉ là huyện lệnh cấp 7, dù đã có công dẹp giặc cướp, cùng lắm cũng chỉ dẫn dắt vài trăm binh sĩ, nhưng nay là cuộc chiến giữa hai quốc gia, cần phải điều phối hàng vạn binh mã. Nếu tin vào lời của Hứa Thần, hậu quả sẽ không thể lường trước. Thừa tướng nói rất đúng, trước đây Hứa Thần dẹp giặc trên đất liền, nhưng nay đối đầu với Đại Hoa chủ yếu là trên biển, điều này không giống nhau. Bệ hạ, nếu thật sự phải chiến, thần xin đề cử người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tướng quân Vương Chấn. Bệ hạ, Vương Chấn nhát gan như chuột, không đủ khả năng đảm nhận trọng trách này. Bản tướng không được, lẽ nào phải trông chờ vào tên nhóc con này sao? Đủ rồi, Hứa Thần quả thực ít kinh nghiệm chiến trường. Vương tướng quân, ngươi hãy đi đến Đông Hải chống lại sự xâm lược của Hoa Quốc. Thần nhận lệnh. Bệ hạ anh minh, kẻ ngốc không đáng để bàn bạc. Mấy ngày nay, phu quân có vẻ không vui. Phu quân là bầu trời của chúng ta, nếu phu quân không vui, chúng ta cũng không thể vui vẻ. Đúng vậy, có phải chúng ta đã làm gì sai không? Không liên quan đến các nàng. Ta đang lo lắng về chiến sự ở Đông Hải, nhưng phu quân đã nói, Hoa Quốc chỉ là một nước nhỏ, không đáng lo ngại mà. Mặc dù Hoa Quốc là một nước nhỏ, nhưng hiện nay quân đội của Đại Ngụy không đủ, hải quân lại đã bỏ bê lâu rồi. Nếu có tướng giỏi, thêm vào đó là vũ khí tiên tiến, có lẽ có thể chiến đấu với họ. Tuy nhiên,
phu quân không tin tưởng vương tướng quân. Ta đã từng nghe ngóng, Vương Trấn là kẻ vô dụng, sở dĩ có được chức vị ngày hôm nay, tất cả đều do hắn nịnh bợ. Bây giờ, hắn phụ trách chiến sự ở Đông Hải. E rằng sẽ không may mắn. Hứa thần không ổn rồi. Công chúa, ngươi vội cái gì, đến đây, uống một chai rượu trước. Cái gì thế này, sao lại khó uống thế này? Hứa thần, ta nói cho ngươi biết, quân đội Đại Hoa đã đổ bộ từ Cảng Tân đã thất thủ, hiện giờ đã tiến sát kinh đô. Ngươi nói gì, quân đội của Vương Trấn đang làm gì, với 300,000 quân chú ở Đông Hải? Đã đi đâu rồi, quân đội Đại Hoa đã giả làm thương gia biển, lừa được quân giữ Đông Hải, rồi hợp tác với quân đội Đại Hoa tấn công. Khi Cảng Tân thất thủ, Vương Trấn còn đang nằm ngủ ở nhà. Tên này đáng tội chết ngàn lần. Hứa thần, đừng lo, Hoàng Huynh đã ra lệnh tru di cửu tộc hắn rồi. Bây giờ triều đình đang cần nhân tài, Hoàng Huynh đang triệu tập quần thần, bàn bạc kế sách chống giặc. Ta biết ngươi có tài, hãy nhanh chóng theo ta vào Hoàng Cung. Tam Tân Môn thất thủ, quân Đại Hoa sắp đến thành. Các ái khanh có kế sách gì không? Gì cơ, chuyện này, phải làm sao đây? Vương Trấn là đầu heo sao? 30 vạn đại quân, không thể chống lại Đại Hoa trong nửa tháng. Dù có buộc con heo vào đó, 30 vạn đại quân, cũng không thể thua nhanh như vậy được. Thần, giám chính tinh thiên, Từ Trinh, có lời muốn nói. Nói đi. Đêm qua thần quan sát thiên văn tại tinh thiên giám. Phát hiện thiên văn dị thường, sao hỏa di chuyển về phía tây. Ý nghĩa là gì? Hiện tượng này cho thấy, Đại Ngụy sẽ gặp tai họa. Chúng ta nên nhanh chóng di chuyển về phía tây, nhường kinh thành cho họ. Sau đó sẽ tập trung lực lượng tại Tây Kinh. Chờ điềm lành, chúng ta sẽ quay lại tấn công. Bệ hạ, thần đã nói từ lâu. Hứa thần là sao xấu, nếu sớm giao hắn cho Đại Hoa, sao có thể xảy ra thảm kịch như vậy? Lời của thừa tướng rất đúng. Nói bậy, yêu ngôn hoặc chúng. Thần, tướng quân Đãng Khấu, bái kiến bệ hạ, Hoàng Huynh. Ngươi chính là thầy bói đó à? Ngươi có bói được, hôm nay có tai họa không? Thua lỗ. Bệ hạ, việc thiên tượng không thể nói bừa. Nếu mọi việc thiên hạ đều có thể đoán bằng thiên tượng, thì Hoàng đế Thái Tổ không cần cử binh, chờ thiên tượng cảnh báo, ịch tự tiêu vong. Vô lý, giờ kinh thành chỉ còn lại 2 vạn quân, quân Đại Hoa 300,000 sắp đến cửa thành. Ngươi muốn chúng ta đều bị Đại Hoa bắt, ngươi mới hài lòng sao? Kinh thành là gốc nước, một động thì thiên hạ động. Từ khi nhà Nam Tống rời đô, cột sống đã bị gãy, không còn ngày nào ngóng về Trung Nguyên. Các ngươi những người làm chính trị này, lẽ nào muốn để Đại Ngụy lặp lại vết xe đổ của Nam Tống sao? Theo ta thấy, những ai chủ trương rời đô, tất cả nên chết. Hứa thần, nếu không phải ngươi ban đầu chủ trương chiến đấu, Đại Ngụy chúng ta sao lại thất bại lớn như vậy, đến giờ ngươi vẫn cố chấp không thay đổi. Bệ hạ, Đại Hoa đã sớm căm thù Hứa thần đến tận xương tủy. Thần xin bệ hạ, giao Hứa thần cho Đại Hoa để đền tội, để làm dịu quan hệ hai nước. Lão thất phu, nếu không phải ngươi tiến cử Vương Trấn, tên vô dụng đó, Đại Ngụy chúng ta làm sao có thể bại trận lớn như vậy? Đủ rồi, chấm triệu tập các ngươi đến, là để bàn cách đánh lùi địch, không phải để các ngươi cãi nhau. Bệ hạ, địch quân đã đến gần thành, chỉ có một con đường là chiến đấu. Nói thì dễ, chúng ta chỉ có 2 vạn quân tàn bại, còn Hoa Quốc có 30 vạn quân, lấy gì để chiến đấu? 30 vạn thì sao chứ? Đối với ta, trong nháy mắt tức là tan thành mây khói. Bệ hạ, Hứa thần rõ ràng đang nói dối. 2 vạn đấu với 30 vạn, ai cũng biết, không có khả năng thắng. Lão thất phu, ngươi thật sự không biết điều. Khi ta dùng 10 lính tinh nhuệ giết 3.000 Hoa Quốc, ngươi cũng nói như vậy. Nhưng kết quả thì sao, ngươi? Hoàng huynh, ta tin tưởng Hứa thần, Hoa Quốc trước mặt hắn chỉ là gà đất chó ngói, hoàn toàn không phải đối thủ. Bệ hạ, nhưng Hứa thần, trước đây chỉ là một huyện lệnh thất phẩm, hắn không có kinh nghiệm chỉ huy đại quân. Phải, phải, Vương Trấn có kinh nghiệm. Kết quả thì sao? Hoàng huynh, giao lại 2 vạn quân còn lại cho Hứa thần, ta tin rằng hắn nhất định sẽ đánh bại giặc Hoa. Bệ hạ, chuyện này không thể đùa được, nếu giao 2 vạn binh tinh nhuệ cho Hứa thần, một khi thất bại, hậu quả sẽ khó lường. Bệ hạ, thần không cần nhiều binh mã, chỉ cần 1.000 tinh binh, cũng đủ khiến giặc Hoa không thể trở về. Lời này có thật không? Lại nói khoác nữa. Bản tướng quân giết giặc Hoa như mổ chó, ngày xưa đối mặt với 300.000 giặc Hoa. Hôm nay đối mặt với 300.000 giặc Hoa cũng vậy. Được, có gì cần, trẫm sẽ hết sức ủng hộ. Bệ hạ không ổn rồi. Bệ hạ, chuyện gì thế? Công chúa Đại Hoa và sứ giả của nàng đã xuất hiện ngoài kinh thành. Họ đe dọa, buộc chúng ta mở cổng thành đầu hàng.
và phải cắt đứt đầu hàng Đại Hoa. Công chúa Đại Hoa, thật là quá đáng. Bệ hạ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hãy nhanh chóng đưa công chúa Đại Hoa vào. Bệ hạ, không sao đâu, hãy nghe công chúa Đại Hoa nói gì, nếu điều kiện hợp lý, hòa đàm cũng không phải là điều tồi. Được rồi, chuyển công chúa Đại Hoa vào triều. Táo tợn, Kim Loan Điện là nơi trang nghiêm, các ngươi dám mang đao vào triều. Sứ giả Đại Hoa bị Đại Ngụy sát hại, bản công chúa để bảo vệ bản thân đã mang theo vài vệ sĩ vào triều, các hoàng đế Đại Ngụy sẽ không bận tâm chứ? Công chúa, thật biết đùa. Công chúa Đại Hoa, thân phận vô cùng cao quý, dù có mang theo hàng trăm vệ sĩ cũng là điều hợp lý. Thừa tướng Đại Ngụy thật biết lễ. Công chúa đến đây với mục đích gì? Bản công chúa đến đây chủ yếu vì hai việc. Việc thứ nhất là để tặng quà cho hoàng đế Đại Ngụy. Đây là đầu của đại tướng quân Vương Chấn của các ngài. Ai dám chống lại Đại Hoa đế quốc? Hắn là ví dụ, ngươi. Đây là bản đồ của 6 tỉnh Đông Hải, từ nay thuộc về bản đồ của Đại Hoa, không ai được phép tự tiện xâm nhập. Hoang đường, 6 tỉnh Đông Hải là lãnh thổ của Đại Ngụy chúng ta. Đại Hoa các ngươi thật là cướp trắng trợn. Đây là hôn thư của hoàng tử Đại Hoa, hy vọng hoàng đế Đại Ngụy có thể gả công chúa qua đây. Của hồi môn thì chỉ cần 20 triệu lượng bạc là đủ. Hoang đường, yêu cầu của các ngươi chấm sẽ không chấp nhận. Không chấp nhận, vậy thì Đại Ngụy chuẩn bị sẵn sàng diệt quốc đi. Đại Hoa tuy mạnh nhưng muốn diệt Đại Ngụy chúng ta cũng phải trả giá không nhỏ. Bệ hạ, chỉ cần cắt nhượng 6 tỉnh Đông Hải, Đại Ngụy chúng ta còn 2 kinh 7 tỉnh, hoàn toàn có thể phục hồi. Hơn nữa, liên hôn có lợi cho quan hệ hai nước, không phải là việc xấu. Đại Ngụy ta có loại bán nước như ngươi, ở vị trí cao mới khiến Đại Hoa không kiêng nể gì. Vậy ngươi có bản lĩnh thì đuổi địch đi. Yên tâm, khi quân Đại Hoa đến, ta sẽ đánh cho chúng chạy tán loạn, chết không toàn thây. Khẩu khí thật lớn, ngươi chính là Hứa Thần. Chúng ta vừa gặp nhau, đã hỏi tên ta rồi. Xem ra ngươi rất quan tâm đến ta. Đúng vậy, công chúa ta thật sự rất quan tâm đến ngươi. Vậy thì thêm một điều kiện nữa, giao người này cho công chúa ta để tỏ lòng thành. Chủ động như vậy sao? Dù ngươi có thân hình gợi cảm, khuôn mặt cũng rất quyến rũ, nhưng bản tướng là một người đàn ông nam tính. Hay tối nay đến nhà ta đi. Bakayaru, đồ ngốc, tên háo sắc to gan, bản công chúa sẽ lấy mạng ngươi. Bệ hạ, Hứa Thần công khai trêu ghẹo công chúa Đại Hoa, phá hoại quan hệ hai nước. Thần xin, chẳng Hứa Thần, hoàng huynh, Hứa Thần có công, không có tội, không thể giao nộp Hứa Thần. Đại trấn thiên tử giữ quốc, quân vương bảo vệ xã tắc, tuyệt đối không chấp nhận điều khoản nhục nhã này. Bệ hạ, đừng nghe công chúa Thục Ninh nói nhảm, giám thỉnh, mau chóng bắt Hứa Thần, nếu không có hắn, bắt giữ gia điền quỷ hồ, tàn sát sứ giả Hoa quốc, sao có thể gây thù với Hoa quốc? Thất bại của Đại Ngụy hôm nay đều do Hứa Thần gây ra. Bệ hạ, nếu quân đội Hoa quốc kéo đến, Đại Ngụy sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong, thà giao Hứa Thần cho Hoa quốc, chấp nhận các điều khoản của họ. Bệ hạ, còn nước còn tát, không lo không có củi đốt. Khi nước Hậu Thục diệt vong, 14 vạn quân bỏ giáp. Không ngờ rằng, Đại Ngụy cũng không kém cạnh. Hiện nay, các quan văn võ trong triều sẵn lòng chịu đựng nhục nhã, còn không bằng lòng can đảm của một phụ nữ. Ngươi, miệng còn hôi sữa, công chúa Đại Hoa, cút về nói với thiên hoàng của các ngươi, từ khi lập quốc Đại Ngụy, không hòa thân, không bồi thường, không cắt đất, không cống nộp, tiền bối đã như vậy, chấm, cũng sẽ như vậy. Bệ hạ, sự sống chết của 20 triệu người dân Đại Ngụy nằm trong một ý niệm, chỉ có đàm phán mới là hành động khôn ngoan, mong bệ hạ suy xét, xin suy nghĩ kỹ. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ, hoàng đế Đại Ngụy, ngài đã cân nhắc kỹ chưa? Ta đến đây lần này là để giữ chút thể diện cho ngài, khi quân đội Đại Đế quốc ta đến sát thành, lúc đó đừng trách Đại Đế quốc ta tàn sát thành trì và tiêu diệt quốc gia. Bệ hạ, ý chấm đã quyết. Bãi triều. Hoàng đế Đại Ngụy, hy vọng ngài không hối hận, tối nay đừng quên đến nhé. Trời muốn diệt Đại Ngụy ta sao? Hoàng huynh, huynh không sao chứ? Chấm không sao. Hứa Thần, ngươi thật sự chắc chắn có thể đánh bại quân đội Đại Hoa không? Bệ hạ yên tâm, chỉ cần quân đội sẵn sàng, tiền bạc đầy đủ, thần chắc chắn sẽ khiến 30 vạn quân Đại Hoa
chạy trốn tán loạn, thật sự chỉ cần 1.000 tinh binh. Chấm có thể cho ngươi thêm quân. 1.000 tinh binh là đủ rồi. Tuy nhiên, ta cần một ít vàng bạc châu báu, càng nhiều càng tốt. Cần vàng bạc châu báu, để làm gì? Vàng bạc châu báu để làm gì? Nếu cần mua vũ khí, chấm có thể cho bộ công cung cấp. Vũ khí mà ta mơ, bộ công không thể chế tạo. Chắc hẳn ngươi định chuẩn bị súng đạn, thông minh đấy. Súng đạn? Hoàng huynh, súng đạn là một loại vũ khí mới, nhanh như chớp, mạnh mẽ như sét, còn có sức mạnh phá núi. Trước đây, chúng ta đã sử dụng sức mạnh của súng đạn, tiêu diệt quân địch, hệt như tiên khí. Nếu đúng như ngươi nói, thì súng đạn cũng chẳng khác gì tiên khí. Vàng bạc châu báu thực sự có thể mua được súng đạn không? Bệ hạ, ngài cứ chờ mà xem. Chuẩn bị thế nào rồi? Tướng quân, tất cả mọi người đã sẵn sàng. Tiếp theo, ta và Triệu phó tướng sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện các ngươi. Vật này gọi là AK-47, có thể bắn hạ kẻ thù từ xa 100 mét. Đầu súng này tuyệt đối không được chĩa vào người, nếu không các ngươi sẽ chết hết. Đây là cấu tạo của súng. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra kết quả học tập gần đây của các ngươi. Lão sư, nói, kiểm tra này để làm gì? Chúng ta đến để đánh quân Đại Hoa, không phải để thi cử. Còn ai có câu hỏi khác không? Hôm nay chúng ta học cách sử dụng súng phóng lựu. Nào, Triệu phó tướng, hãy biểu diễn. Ta sao? Sao cái này to thế? Cầm vào đâu đây? Tay cầm ở đây. Bắn. Thể hiện tốt đấy. Tiếp theo chúng ta chơi cái to hơn. Cái gì thế? Súng đại bác ý, ta không muốn. Hứ Ái Khanh, quân dẹp giặc của ngươi luyện tập thế nào rồi? Bẩm bệ hạ, đã luyện xong rồi. Chuyện này có thật không? Chấm muốn là một đội quân dẹp loạn có thể đánh bại Hoa Quốc. Không thể qua loa với chấm đâu. Bệ hạ, quân dẹp loạn của thần chủ yếu huấn luyện sử dụng vũ khí mới, đã quen thuộc khá nhiều rồi. Vậy thì tốt, hiện tại quân Hoa Quốc đã tiến sát thành, dân chúng chạy tán loạn, người dân hoang mang. Cuối cùng cũng có tin tốt từ phía ngươi. Bệ hạ, đánh trận cần phải trên dưới một lòng. Nếu kinh đô không có chiến ý, trong ngoài đều loạn, dù quân dẹp loạn của thần có mạnh đến đâu, cũng khó mà đại thắng quân Hoa Quốc. Ý của Khanh là, vi thần đề nghị tổ chức một lễ duyệt binh, trình diễn sự dũng mãnh của quân dẹp loạn, để nâng cao sĩ khí, chuẩn tấu. Chấm cũng rất hứng thú với tiên khí của Khanh, vừa hay, cũng kiểm tra luôn, nội gián. Nội gián, bệ hạ, Đại Hoa trong những năm gần đây, hoành hành tại các tỉnh ven biển của Đại Ngụy, luôn không thể diệt trừ hết, thần nghi ngờ. Chắc chắn có người bảo kê, trong triều, chắc chắn có người hợp tác với giặc Hoa. Hứ Ái Khanh, ngươi có đối tượng nghi ngờ không? Thần thật sự có vài đối tượng nghi ngờ. Nhưng, thần mong muốn có chứng cứ. Tốt. Chấm sẽ hết lòng ủng hộ ngươi, cần gì cứ nói. Bệ hạ chỉ cần triệu tập các quan văn võ, và công chúa Đại Hoa, tham gia lễ duyệt binh là đủ, thần có cách của mình. Bệ hạ, lễ duyệt binh đã bắt đầu, nhưng Hứa Thần vẫn chưa đến, ta nghĩ chắc chắn hắn ta đã bỏ trốn. Thần xin bệ hạ, mau chóng xử tử Hứa Thần, lại xử tử ta, lão cẩu, ngươi chỉ biết nói câu này thôi à. Lưỡi sắc bén. Bệ hạ, Hứa Thần tổ chức lễ duyệt binh này, hoàn toàn là làm mệt người và tốn kém, theo quan điểm của ta, thay vì vậy, nên tặng cho sứ giả nước Hoa, nhiều quà tặng hơn, để thể hiện thiện chí hòa đàm của Đại Ngụy chúng ta. Xin Hoàng thượng suy nghĩ, hủy bỏ lễ duyệt binh, để tránh làm cho người khác chê cười. Lễ duyệt binh còn chưa bắt đầu, làm sao người biết được, rằng quân đội của ta sẽ làm cho người ta chê cười. Theo ta biết, quân bách chiến của Đại Ngụy, gần như đã bị tiêu diệt hết ở Thần Môn, quân cấm vệ dưới chướng ngươi bây giờ, toàn là người già, yếu, ốm đau, có gì đáng để kỳ vọng đâu. Dù cho binh sĩ dưới quyền ngươi có thể một chọi 10. Điều đó có ích lợi gì, khi đối mặt với 300.000 quân của Đại Hoa, chẳng phải cũng như châu chấu đá xe. 300.000, có nhiều không? Quân đội của ta đã trang bị vũ khí mới, giết các ngươi người Hoa như giết chó. Hứa Thần, ngươi thật là khoác lác, ngươi không biết sao, rằng kỹ thuật rèn kiếm của Đại Hoa là tiên tiến nhất sao? Quả thật là người không biết sợ là gì cả, người mới là không biết gì. Các ngươi xem,
Mặt cắt của trái cây này mượt mà, tươi ngon, đầy nước. Cách xa như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ người này. Hắn chắc chắn là kiếm khách số 1 của Đại Hoa. Fruit Ichiro nghe nói người này cầm trong tay thanh kiếm danh tiếng của Đại Hoa, giết người mà không thấy máu. Bakayaro, tốt lắm, quả nhiên là kiếm khách số 1 của Đại Hoa. Một chiêu hay, kiếm pháp phân biệt địch ta, thật là khó lường. Người cứ nói đi, thanh bảo kiếm có sắc bén không? Thực sự rất sắc bén, nhưng cũng không sắc bén bằng vũ khí của ta. Vật này tên là điện quang lôi thần cưa, dài khoảng 3 thước, làm từ sắt thiên thạch, còn được nạp năng lượng từ sấm sét trên trời. Thần chắc sát thần, Phật chắn sát Phật, ngươi có dám chiến đấu với ta không? Với cái vũ khí cũ này, không thể chống lại được một đòn. Bakayaru, đồ ngốc. Chém. Làm sao có thể? Ichiro Suiker là kiếm thánh của Đại Hoa chúng ta, làm sao có thể thua? Không ngờ tài kiếm của Hứa Thần lại cao siêu đến thế. Kiếm hát như sấm sét, đây chính là cảnh giới của kiếm thánh. Kiếm thánh cái gì, ta thấy rõ ràng là ma quỷ. Bệ hạ, đây đâu phải là thi đấu nữa. Mục đích của anh ta chỉ là gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài. Bệ hạ, đừng để Hứa Thần còn làm loạn nữa. Xin hãy trừng trị Hứa Thần, ngươi hãy im đi. Hứa Thần đã phô trương oai hùng của Đại Ngụy chúng ta. Tiếng đó, nghe dễ chịu biết mấy. Công chúa, thế nào, thanh kiếm tia chớp của ta ra sao? Hứa Thần, đừng tự mãn. Ta thừa nhận thanh kiếm tia chớp của ngươi có chút lợi hại đấy. Nhưng, điều đó cũng không thể gây ra thiệt hại lớn. Dù tất cả quân đội của ngươi đều được trang bị cái cửa điện gì đó, cũng không phải là đối thủ của Đại Hoa Đế Quốc. Ai nói rằng vũ khí mới của quân đội ta là cửa sét sáng chớp này chứ? Đây chỉ là đồ chơi của ta mà thôi. Lại nói khoác nữa, trên đời này đâu có vũ khí mới mạnh mẽ đến thế. Dù có thì cũng chỉ một hai cái thôi, làm sao có thể trang bị cho hơn 1.000 người. Ngươi dám cược với ta không? Nếu quân đội ta thực sự có loại vũ khí mới này, ngươi đến nhà ta làm nô lệ. Thế nào, cược thì cược, bản công chúa không sợ ngươi đâu. Lễ duyệt binh bắt đầu từ bây giờ. Đã tập hợp xong, xin chỉ thị của đội trưởng. Bệ hạ, xin hãy nhìn, đây là ta, tiểu đội đầu tiên của quân đội đánh giặc. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi xem làm sao để từ hàng ngũ đông đúc giành lấy đầu của thiên hoàng. Thật là ngông cuồng, dám sỉ nhục thiên hoàng của chúng ta. Chỉ là cuộc diễn tập thôi, ngươi nóng vội gì? Bệ hạ, phía sau ta là vị trí của kẻ địch. Những kẻ ngu ngốc này là người Hoa, cái đầu lợn ở xa nhất đó là thiên hoàng. Các ngươi đoán xem chúng ta mất bao lâu để giết hết những người này và giành lấy đầu của thiên hoàng. Khoảng cách từ đây đến trại xa là hơn 1.000 bước. Trong khu vực bắn súng có vài cái đầu lợn. Nếu muốn phá hủy tất cả, kể cả với những chiến binh ưu tú của Hoa Quốc, thời gian của một nén nhang, chúng ta chỉ cần 1/3 thời gian đó. Nói khoác. Hứa Thần, nếu ngươi không có khả năng đó thì hãy giữ mình khiêm tốn một chút. Tại sao ngươi cứ phải làm mất mặt Đại Ngụy? Hãy chờ xem, ta hiểu sức chiến đấu của quân Đại Ngụy. Đừng nói là 1/3 nén nhang, nếu có thể trong 5 nén nhang đánh gục hết mục tiêu đã là may mắn lắm rồi. Tất cả cùng hành động. Hiểu chưa? Một lũ vô dụng, sau này đừng nói là ta dẫn dắt, còn phải nhờ ta tự mình ra trận. Thần binh, đúng là thần binh từ trên trời giáng xuống. Đại Ngụy của ta có thần binh như thế này, sợ gì không chống lại được quân địch. Quân đội này sao mà ghê gớm thế? Nếu quân đội này xuất hiện trên chiến trường, quân đội đế quốc Đại Hoa của ta còn có cơ hội phản kháng nào không? Thưa tướng, chắc chắn ngươi có thể đối phó với Hứa Thần. Yên tâm, giao cho lão phu. Hứa Tặc, nạp mạng đi. Hứa Thần, cẩn thận.
tránh ra. Hứa Thần, trời cao biết rõ, tại sao lại bạc đãi ta thế này? Đại ngụy của chúng ta không dễ dàng mới có một tài năng như Hứa Thần. Trời ơi, sao người lại lấy đi người ấy, khiến người đối đầu với bản tướng. Bây giờ xem người có chết không. Còn cái lễ duyệt binh, rõ ràng là lễ tự sát, còn lấy đầu của thiên hoàng từ hàng vạn quân, chính mình đã tự hại chết mình. Đế quốc Đại Hoa của ta tự có trời phù hộ. Làm tốt lắm. Công chúa quá khen, công chúa Đại Hoa, đừng vui mừng quá sớm. Ngươi không chết? Thực sự muốn ta chết? Ngươi không bị bom sao? Sao ngươi chưa chết? Ta không những không chết, ta còn rảnh rỗi về tắm và đánh răng. May mà ta còn giữ một tay, nếu không nhờ vòng ngọc du hành, hôm nay đã mất mạng ở đây. Tần tướng, ngài nhìn ta sống, có vẻ không vui lắm. Hứa Thần đùa thôi, ta chỉ phản ứng chậm một chút mà thôi. Nhanh đi bắt sát thủ lại đây, để ta xem ai là người đứng sau. Sát thủ đã chết, tần tướng, thật là chết không để lại chứng cứ mà. Thủ đoạn tốt đấy, ta không biết ngươi đang nói gì. Đó là ngươi, tổ chức một lễ duyệt binh như thế này, kết quả lại có sai sót lớn như vậy. Bệ hạ, ta xin khẩn cầu, tước quyền chỉ huy 1000 quân cấm vệ của Hứa Thần. Bệ hạ, đây không phải là một sai lầm. Ta chỉ là chuẩn bị một kế hoạch khác. Một kế hoạch khác? Ta xem ngươi biện minh thế nào. Nếu quân ta toàn bộ bị tiêu diệt, ta sẽ làm cho nơi này trở thành bình địa. Làm thành bình địa, ngươi đang nói mơ ư? Hứa Thần, nói khoác cũng phải có giới hạn. Trung đoàn trưởng, mang pháo ý của ta lên đây. Bệ hạ, cái này của ta ổn lắm đấy, ngài phải bịt tay lại. Được. Bắn pháo. Đây là vũ khí mới nhất mà ngươi nói, chẳng qua là một chiếc máy bắn đá cỡ lớn mà thôi. Đừng vội, cứ để đạn pháo bay thêm một lát nữa. Giả thần giả quỷ. Cái này giả phải không? Điều này chắc chắn không phải do con người tạo ra được, chắc chắn là thuật ảo giác. Đừng hòng lừa gạt bổn cung. Hứa Ái Khanh, đây là thật à? Còn có giả được nữa sao? Bệ hạ, như loại đại bác này, quân đội ta có hơn 100 khẩu. Chỉ cần quân Đại Hoa dám đến, ta chắc chắn sẽ làm cho họ tan xương nát thịt. Tốt, tốt. Chúc mừng Hoàng huynh, Đại Ngụy không lo. Chúc mừng bệ hạ, trời phù hộ Đại Ngụy. Hoàng đế Đại Ngụy, bổn cung hơi mệt, chúng ta đi trước. Nhớ đến sứ quán của ta để báo cáo. Tắm thơm nào, bản tướng quân còn muốn cho ngươi làm ấm giường và rửa chân. Ngươi? Hứa Thần, công chúa Hoa Quốc cao quý, làm sao có thể làm nô lệ được? Công chúa không muốn phá vỡ lời hứa chứ? Hứa tướng quân cứ yên tâm, đất nước ta đã đồng ý cá cược thì phải chấp nhận. Lát nữa công chúa sẽ tự đến phủ tướng quân. Hứa Thần, hôm nay ngươi tập trận có thành, uy trấn nước ngoài, ta bổ nhiệm ngươi làm thượng thư bộ binh, chỉ huy quân đội kinh thành, chịu trách nhiệm chống lại quân Hoa. Mệnh lệnh quân sự tới đâu, tất cả quân và dân đều phải tuân theo. Bệ hạ suy nghĩ lại đi, thượng thư bộ binh là chức vị cao cấp, nhưng Hứa Thần, hắn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Im miệng. Ta đã quyết. Hứa Ái Khanh, hôm nay ta giao kinh thành vào tay ngươi, nếu ngươi có thể thành công đánh bại quân đội Đại Hoa, chấm sẽ giúp ngươi thực hiện một điều ước. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại quân Đại Hoa, nâng cao uy danh của Đại Ngụy. Ta là công chúa quý tộc của thiên hoàng, làm sao có thể làm nô lệ cho những kẻ hèn mọn của Đại Ngụy. Ta cũng hiểu công chúa không muốn làm nô lệ, nhưng việc này liên quan đến sự tồn vong của Đại Ngụy, vì thế công chúa phải tạm chịu khó. Ý ngươi là công chúa, ngài cũng thấy rồi đó, Hứa Thần này không biết từ đâu kiếm được bảo vật tiên. Nếu lúc này nước ta chiến tranh với Đại Ngụy, ngài nghĩ kết quả sẽ thế nào? Quân Đại Hoa của ta có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Đúng vậy, nếu nước ta không có bảo vật tiên, chẳng thể nào đương đầu với Đại Ngụy. Vì thế ta mong công chúa có thể giả làm nô lệ, bằng mọi giá chiêu dụ Hứa Thần, hoặc tìm cách mở miệng hắn ta lấy được bí mật của tiên khí, bằng mọi giá. Nhưng nếu hắn ta bắt nạt ta thì sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Công chúa, người cũng không muốn Đại Ngụy của chúng ta thất bại, đúng không? Được rồi, ta biết rồi.
Nhưng, nếu hắn ta không chịu thì sao? Thì giết hắn ta, Hứa Thần hiểu rõ nhất về tiên khí. Nếu hắn ta chết, quân đội diệt cướp sẽ không còn đầu sỏ, chắc chắn sẽ suy yếu. Khi đó, chúng ta từ trong ra ngoài, mở cổng thành, chắc chắn có thể một lần đánh chiếm kinh thành. Yoshi. Tướng công, công chúa Đại Ngụy đang tìm ngươi, nói là đến theo lời hẹn. Thật sự chuẩn bị giữ lời hứa à? Hãy vào đi. Nha hoàn Komuro Amami, xin kính chào chủ nhân, người thích nghi khá nhanh nhỉ. Chủ nhân, hôm nay ta có chuyện riêng, muốn nói riêng với chủ nhân. Tướng công, yên tâm, người cứ xuống trước đi. Hôm nay, chủ nhân thật là uy phong, dọa đến nô gia, tim đập không ngừng. Thật ư? Dĩ nhiên là thật, nếu chủ nhân không tin, thì tự mình kiểm tra xem sao. Thật sự là đập thình thịch, chủ nhân, hôm nay trong lễ duyệt binh, thiết bị quá mạnh mẽ, không biết, mua ở đâu vậy? Nha hoàn. Không nên biết những chuyện này, hãy làm việc của nha hoàn đi. Vậy ta đã hiểu. Đang nghĩ gì thế, làm việc đi, trước tiên đi pha trà rót nước, tiện thể, làm sạch bô đêm của ta. Quá đáng quá, quá đáng quá, người Đại Ngụy hạ tiện kia, lại bảo ta phải pha trà rót nước cho hắn. Còn phải rửa bô đêm cho hắn. Công chúa bình tĩnh. Đều tại ý kiến xấu của ngươi, khiến ta phải chịu nhục nhã này. Xin công chúa tha thứ. Hứa Thần hắn chẳng tin tưởng ta chút nào, chẳng thể nào mở miệng hắn được, huống chi kéo hắn về phe mình. Ngươi nói xem. Bây giờ phải làm sao đây? Tới lúc này rồi, chỉ còn cách giết hắn. Hứa Thần giờ là thượng thư binh bộ, luôn có vệ sĩ bên cạnh, chỉ dựa vào sức lực của hai ta, chắc chắn không giết được hắn. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm đến các đồng minh của mình. Phụ hoàng đã từng nói, nếu không cần thiết, chúng ta không được tự tiện liên lạc với họ. Bây giờ chính là lúc cần thiết, chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, thực sự rất khó để thành công. Vậy cũng chỉ còn cách đó thôi. Công chúa Yami. Công chúa Yami, cô đến đây làm gì, làm sao? Tần tướng, không hoan nghênh ta sao? À không không không, công chúa Yami. Có thể ghé thăm nhà ta, thực sự làm cho ta cảm thấy vinh hạnh, nhưng thời điểm này hình như không phù hợp lắm. Vậy ta không nói nhiều với ông. Ngày mai quân đội của ta sẽ đến dưới thành. Ta hy vọng nhờ vào sức mạnh của ông ám sát Hứa Thần. Sau đó, mở cổng thành để đón quân. Đây. Tần tướng. Những năm qua, ông đã lén lút giao dịch với nước ta. Đã phạm tội thông địch từ lâu. Thêm nữa, trận chiến gần đây ở Tân Môn cũng là nhờ có sự giúp đỡ của ngài thừa tướng dưới danh nghĩa hội thương nhân nhà Tần. Nếu không, làm sao trốn được quân đội bảo vệ Đông Hải? Hóa ra ngài thừa tướng, ngài đã không còn đường lui, giúp Đại Hoa đế quốc của chúng ta. Khi Đại Ngụy bị diệt vong, Thiên Hoàng sẽ phong ngài làm vương. Nếu không, cả nhà Tần sẽ bị diệt vong vì ngài. Được. Vậy ngài muốn ta làm gì? Hãy tự suy nghĩ đi. Đại nhân, chuyện xấu rồi, có chuyện gì vậy? Phủ Tần bị quân cấm vệ bao vây. Cái gì? Thừa tướng, ngài không muốn sống nữa à? Dám tố giác, công chúa Yami, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm, nghe tiếng súng. Nhớ là, tuyệt đối không để lộ chúng ta. Công chúa Yami đừng nóng, ta sẽ đi thăm dò ngay. Gan lớn Hứa Thần, dám dẫn quân tấn công phủ Tần tướng, ngươi định nổi loạn à? Người nổi loạn là ngươi, ta tuân theo mệnh lệnh của hoàng thượng, đến bắt giặc phản quốc. Ở đâu có giặc phản quốc, đây là phủ thừa tướng. Chính ngươi Hứa Thần, ta thấy ngươi là minh báo tư thù, ngươi không cho ta một lời giải thích. Ngày mai lên triều, ta chắc chắn sẽ trên triều đình đối ngươi kiến nghị. Kiến nghị, ngươi kiến nghị đi. Đừng làm loạn. Ta nói cho ngươi biết, ta là Đại Ngụy thừa tướng. Không có thông báo của bệ hạ, ta xem ai dám động vào ta. Không có sắc lệnh, nhưng có chỉ dụ của hoàng đế, và đây là bằng chứng. Bây giờ đã bắt quả tang, ngươi có gì để nói không? Tạc Quan Tần, hoàng đế hắn ta rất trọng dụng ngươi,
ngươi lại dám thông đồng với kẻ thù, phản bội đất nước. Ngươi xứng đáng chết. Cái gọi là bắt quả tang, hôm nay trăng tròn. Ta chỉ mời công chúa Đại Hoa cùng ngắm trăng, có sao không, lão cẩu? Ngươi nói xem, ngươi ngắm trăng trong phòng này, ta thấy ngươi chỉ đang lợi dụng vị thế của mình. Ngươi coi ta là ngốc à? Dù sao ngươi cũng chỉ là kẻ nông dân, dù có ngồi ở vị trí cao, lời nói vẫn thiếu văn hóa. Tần Kinh, ngươi dám nói với ta về văn hóa, khi ngươi là thừa tướng của Đại Ngụy, không suy nghĩ đến việc phò quốc an bang, vì dân làm chủ, ngược lại còn lập phe phái, mưu lợi riêng, liên kết với kẻ thù, phản quốc, bán rẻ lợi ích quốc gia, đừng nói làm người, ta thấy ngươi làm chó còn khó. Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta như thế, sỉ nhục ngươi thì sao? Ngoài việc lừa dối và che giấu, còn liên lạc với nước ngoài, ngươi còn làm được gì nữa? Lão cẩu, không, chó còn biết ơn, ngươi nhận lộc của vua, lại liên kết với kẻ thù, phản quốc, ta thấy ngươi không bằng một con chó. Kẻ phản thần hai mặt, ngươi sống vô ích hơn 60 năm, chẳng thiết lập được công tích gì, chỉ biết lừa dối và che giấu, bóc lột nhân dân. Ngươi là kẻ tà thần, là con chó gãy sống lưng, khi gặp ta ngươi phải sợ hãi, nhưng ngươi lại cứ sủa, ta chưa bao giờ thấy người trơ trẽn vô liêm sỉ như ngươi. Chết rồi. Chưa bắn đâu. Hứa Thần, cái miệng của ngươi thật là đáng sợ, ngươi đã chửi chết họ Tần kia rồi. Ta học từ Chu Du đấy. Hứa tướng quân, khi ngươi sở hữu bảo vật, sao lại phải khúm núm dưới tay hoàng đế Đại Ngụy? Nếu ngươi sẵn sàng phục vụ đế quốc Đại Hoa, ta tin hoàng đế Thiên Hoàng chắc chắn sẽ ban cho ngươi tước vị thân vương và chia sẻ quyền lực cùng ngươi, đồng thời bản công chúa cũng sẽ phục vụ ngươi. Trên đời này không có người đàn ông nào không quy phục dưới váy lụa của ta, kể cả ngươi, Hứa Thần, cũng không ngoại lệ. Hứa Thần, lớn lên không đẹp, nhưng suy nghĩ thì khá đẹp, ta làm sao không nhận ra, ngươi đang cố gắng gây rối. Dù có gây rối hay không, ta tin, Hứa tướng quân tự hiểu rõ trong lòng, hôm nay quân đội Đại Hoa tiến vào biên giới, hoàng đế cần ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi rất nhiều. Nhưng một khi đế quốc Đại Hoa bị diệt, ngươi sẽ đối mặt với số phận thảm khốc như thỏ bị săn. Hứa Thần, ca ta không phải người như vậy, đừng tin lời nói dối của cô ta, yên tâm. Không trách được. Đại Hoa phái người đến đây, quả nhiên có một vài phần hùng biện, nhưng ta không quan tâm đến chuyện thăng quan tiến chức, chỉ quan tâm đến việc đánh bại quân Đại Hoa. Tại sao, người Đại Hoa, sợ uy chứ không mang lòng kính trọng, biết nhỏ nhặt nhưng không hiểu đại cương, một khi Trung Hoa suy yếu, các người sẽ như chó hoang, cắn xé Trung Hoa, miễn là ta còn đây, ta sẽ không cho các người cơ hội đó, ngươi đâu, lôi xuống cho ta. Ngươi sẽ hối hận về điều này, Hứa Thần, ngươi sẽ hối hận về điều này. Một cô công chúa, yếu đuối như vậy mà cũng dám quyến rũ ngươi, ngươi không hề có chút xúc động nào sao? Ta không thích những nàng công chúa yếu đuối. Vậy ngươi thích công chúa kiểu gì? Kiểu như ngươi. Hãy nói chuyện chính thức đi, ngươi hãy thu hồi lại drone giám sát của phủ Tần tướng, sau đó kiểm tra xem có bằng chứng nào Tần tướng thông đồng với quân Đại Ngụy không. Báo cáo với hoàng thượng. Quân Đại Ngụy sắp đến nơi rồi. Ta phải dẫn quân diệt cướp, đi trấn thủ thành trì trước. Được, ngươi phải cẩn thận. Tình hình chiến sự thế nào rồi? Bệ hạ, quân Đại Ngụy 300,000 đã đến gần thành. Công chúa, Hứa Thần có thực sự ổn không? Đó là một đội quân 300,000 người đấy. Quân số lớn như vậy thật hiếm thấy. Không lẽ hắn sợ hãi, bỏ chạy trước trận đánh? Các người đều im đi. Hứa Thần là người hùng của thời đại, làm sao hắn sợ hãi một lũ quân Đại Ngụy? Hơn nữa, các người chưa thấy pháo và súng máy của quân Động Khấu có lợi hại không? Pháo và súng máy của quân Động Khấu thật sự rất mạnh. Hai loại vũ khí này lần đầu xuất hiện trong chiến tranh, khó mà đảm bảo không xảy ra sự cố. Thục Ninh, hoàng huynh đừng lo, ta tin rằng tin tức chiến thắng sẽ sớm được truyền về. Bệ hạ, bệ hạ đã đại thắng. Bệ hạ, thắng lớn. Nói đi, nhanh nói. Xin báo cáo bệ hạ, Hứa Thần tướng quân đã đại phá quân Đại Hoa, chiến thắng toàn diện, tuyệt vời. Nhanh nói rõ tình hình cụ thể. Quân Đại Hoa mới dựng trại,
Hứa tướng quân lệnh bắn pháo, trăm khẩu đại pháo cùng bắn liên tiếp trăm lượt, trực tiếp biến trại quân Hoa Quốc thành bình địa. 300.000 quân Hoa Quốc thiệt hại nặng nề. Sau đó tướng quân dẫn quân tiến công, quét sạch chiến trường. Quân Hoa không ai là đối thủ, không hề có sức phản kháng. Tốt lắm, tốt lắm, Hứa Thần thật xứng đáng là đại tướng quân của ta. Hoàng huynh, không sai chứ, ta tin tưởng Hứa Thần. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ, trời phù hộ Đại Ngụy, đừng nói những lời vô ích nữa. Hãy theo ta, đến cổng cung, đón người hùng của chúng ta. Không cần đâu. Bệ hạ, Ái Khanh, mau mau đứng dậy, ta đã không phụ lòng mong đợi, đem toàn bộ quân Hoa Quốc, hoàn toàn tiêu diệt. Người này là... Đây là đại tướng quân của Đại Hoa, Ieta Masakage. Lần này quân Đại Hoa hơn 300.000 người, hầu như toàn bộ bị tiêu diệt, đa số đã bị ta dội bợt thành tro, nhưng thằng nhóc này may mắn sống sót, vì vậy, ta giữ nó làm tù binh. Giả, tất cả đều là giả. Hắn ta bị làm sao vậy, giữ hắn ta lại, có lẽ hắn ta không thể chấp nhận. Sự thực là quân Đại Hoa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bị kích động, điên rồi. Nếu như vậy, vậy thì ta không nên để hắn ta lãng phí lương thực. Người đâu, kéo hắn ra ngoài, chặt đầu ở ngõ môn, tuyên bố khắp thiên hạ, tôn vinh uy danh quốc gia. Vâng. Hứa Thần, tiến lên nghe phong. Ngươi đã lật đổ nội gián, đánh bại 300.000 quân Đại Hoa, giải vây cho kinh thành, là tài năng hiếm có của Đại Ngụy. Ngươi thật là người tài hiếm có. Ta phong cho ngươi là công tước trấn quốc, có đất 9 thành, thưởng vàng 1 triệu. Tạ ơn hoàng ân. Hứa Ái Khanh, ngươi còn điều gì muốn nói không? Bệ hạ, xin nhớ lại rằng ngài từng nói, nếu ta đánh bại được quân Đại Hoa, ngài sẽ thỏa mãn cho ta một ước muốn nhỏ bé. Ái Khanh, còn muốn gì nữa? Ta muốn muội muội ngài. Cái này, Thục Ninh, ngươi nghĩ sao? Tùy vào quyết định của hoàng huynh. Xong chưa? Có chuyện gì vậy? Đôi giày gì vậy trời? Khó mang quá, trật chân rồi, đau, để ta xoa bóp cho, đau. Lão công. Lão bà, lão công, lão bà. Sao hai người về trễ thế? Hôm nay chúng ta đi mua sắm, mua rất nhiều thứ, và đã ăn rất nhiều món ngon, cũng đã kết bạn với rất nhiều người mới, học được nhiều thứ lắm. Học được rồi, nếu lão công muốn cưới ta thì, phải tặng một tòa nhà, và một chiếc xe trị giá nửa triệu, cùng với 380,000 tiền sính lễ. Thật hay đùa vậy, thật đấy. Lại nữa rồi,